đến chiếc lá này cũng muốn cản đường mình à, bực bội thiệt. Mình thiệt là xui xẻo. Má à má, cho con vào với. Không được, đã quá giờ quy định rồi. Con biết, nhưng mà đã cố gắng hết sức rồi. Được rồi, vô đi. Sẽ phải chịu phạt trực nhật, quét rác một tuần ở sân trường nha. Trời ơi là trời, cái quái gì vậy? Bây giờ cô đọc trước, các em đọc sau theo cô nha. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Đốm, chờ tụi này với. Đốm thì sao vậy? Tụi mình có làm gì cho đốm giận không tay to? Đốm gặp chuyện gì hả? Không có chuyện gì hết. Tránh ra. Mình là bạn bè mà, phải nên chia sẻ với nhau chứ. Đốm thường nói vậy mà. Mày nghèo quái gì chứ? Mấy người có biết giúp đỡ người ta không? Mà nói chia sẻ chứ. Sao đốm nói vậy được chứ? Sáng đợi đốm trước cổng trường, đợi mãi mà chẳng thấy đốm đâu, đành phải vào lớp trước thôi. Bởi vậy có mình tôi bị phạt, còn mấy người quá sung sướng rồi còn gì. Tụi này nhịn đói đợi luôn á. Tại đốm đi trễ quá nên bị phạt, chứ đâu phải lỗi của tụi này đâu. Đúng là lỗi của tôi không còn mấy người nữa. Tránh xa tôi ra. Rồi ta sẽ nuốt chửng ngươi. Ngươi sẽ là của ta. Không đi xe buýt nữa, không đến trường nữa, không đi mà học nữa, không muốn làm gì hết. Đốm, sao vậy con? Rồi, có mẹ ở đây rồi. Hôm nay con toàn gặp những chuyện không may rồi mà. Mẹ biết, con trai của mẹ vất vả rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à. Bây giờ con thay đồ đi, tắm rửa sạch sẽ, uống nước rồi cùng ăn cơm với mẹ ha. Mẹ nấu toàn là những món con thích thôi đó. Dạ, bực bội chỉ là con mệt hơn thôi. Con cũng buồn vì người khác không ôm vui. Con đi tắm đây. Ủa, ta to làm gì mà chạy dữ vậy? Bộ bạn không biết hả? Sau lần vừa rồi chạy tua thua rùa xanh nên tay to ngày nào cũng tập chạy hết đó. Ồ, tinh thần chiến đấu đáng nể ghê. Nhà nó không qua được một giây. Xin chào tay to. Tập luyện tới đâu rồi? Ha ha, nhất định lần này mình sẽ thắng cho rùa xanh tâm phục khẩu phục. Mình nghĩ bạn không còn cố gắng vậy đâu, chỉ còn được ỷ lại như lần trước mà thắng thôi mà. Không được, lần này mình phải cho rùa xanh ngửi đầy khói mới hả dạ. Các em chú ý, tuần tới chúng ta sẽ có một cuộc thi chạy, nhưng lần này chúng ta sẽ thi chạy ba chân. Hai người một đội sẽ buộc chân lại với nhau và chạy. Ồ, ba chân hả? Cặp đầu tiên sẽ là tai to và rùa xanh. Hả? Tiếp theo sẽ là đốm và bụng bự. Yeah. Ráng lên rùa xanh, chạy nhanh hơn nữa đi. Mình không chạy nhanh như vậy được đâu. Nhưng mà nếu chạy chậm thì sẽ thua mấy bạn khác đó. Nhưng bạn chạy nhanh quá, sao mình theo kịp? Bạn phải cố gắng lên chứ, không lẽ để người ta nói chậm như rùa hoài sao? Bạn thử mang cái mai nặng còng kềnh này xem có chạy được nhanh như vậy không mà nói. Mình mà mang được thì mình cũng mang rồi, chỉ là cái mai thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Nếu hai đứa thực sự muốn thì bác có thể giúp đó. Có gì khác đâu. Mình quán đổi cơ thể rồi nè. Ôi da, sao mỏi cái lưng quá vậy nè? Đó là tại cái mai mà bạn nói nhỏ xíu, không có gì phải sợ đó. Giờ thì mình đi tập chạy thử ha. Tập thì tập, chứ sợ gì. Mình tới rồi nè tay to. Tình hình bên bạn sao rồi?
Mệt quá, mình đi còn không nổi nữa, huống gì là chạy. Bây giờ thì con đã hiểu ra chưa thầy To? Phải ở trong hoàn cảnh của người khác thì mới biết được những khó khăn của người đó chứ. Giờ thì mình mới hiểu rùa xanh khỏe tới cỡ nào khi ngày nào cũng phải mang cái mai nặng như cục tạ như vậy. Cuộc thi chạy bắt đầu. Cô đi tay to ơi, bạn không thể nào thật. Một hai. Sao hai người họ nhanh dữ vậy? Thì đây là cuộc thi phối hợp đồng đội chứ không phải tốc độ. Yeah. Đây là mô hình khủng long từ nước ngoài, người ta nhờ ba sửa đó. Còn chút xíu nữa là xong rồi con. Vậy một lát xong, ba cho con mượn chơi thử nha ba. Không có được đâu, cái này nguy hiểm lắm. Nó mô phỏng y chang là khủng long thiệt luôn, nên có thể rất hung dữ đó con. Ồ, y chang khủng long thiệt luôn. Nè, con đang suy nghĩ cái gì vậy? Dạ, đâu có gì đâu ba. Ba về nhà ăn cơm đi, mẹ đang đợi ba đó. Vậy ba về trước nha. Con ở đây đừng có phá phách gì đó nha. Giống thiệt luôn á. Phải gọi cho bụng bự mới được. Alo. Đớm hả? Nguyên con khủng long mấy luôn hả? Mình tới liền, tới liền. Giống y chang thiệt luôn. Nhưng mà nó có cử động được không vậy? Hình như là chưa được. Ba mình đang sửa cái gì đó. Vậy tụi mình phụ ba bạn sửa đi. Mình muốn xem nó cử động như thế nào. Không được đâu. Ba mình nói con này nguy hiểm lắm, không cho mình đụng vào đâu. Sao mà phải sợ chứ, nó là khủng long bằng máy thôi mà, chứ có phải thiệt đâu mà bạn sợ nó ăn thịt. Mình... Thôi, phụ mình tìm cách sửa tiếp đi. Có khi ba bạn còn khen mình nữa. Cũng được. Mình đang suy nghĩ. Nè, bên đây có cục pin nè. Chắc chắn là của con khủng long. Mình gắn vô xem thử đi. Xong. Trời ơi, nó hùng dữ vậy. Ha, quá thường luôn. Trời đất ơi, cô đuổi theo nó bắt nó lại đi. Thôi, là bảo mình đánh tiết lít đó. À, trời ơi, khủng long, bắn người ta cứu tôi với. Đừng có sợ, có tụi mình đây nè. Nó chỉ là một con khủng long máy thôi, đừng có sợ. Trời, không ngờ nó lại biết phun lửa nữa. Lẽ ra tụi mình phải nhận nó trước khi gắn pin cho nó chứ. Hả? Chính mấy bạn là người gắn pin cho nó đó hả? Tụi mình xin lỗi, là do tụi mình thấy máy với phá phách nên mới gây ra họa lớn như thế này. Bỏ đi, giờ phải tìm cách làm sao cố hiệu hóa con khủng long này nào. Mày đứng đứng im. Lợi hại quá, lửa đã tắt hết rồi. Đừng còn phá phách nữa. Mấy đứa lì quá ha. Ba đã nói là không được đụng vô đồ của ba khi chưa sửa xong rồi mà. Bụng bự và đốm bị phạt không được xem tivi nửa tháng vì cái tội phá phách tái máy nha. Dạ, con nhớ rồi. Mai mốt không dám tới máy nữa đâu. Đáng đời. Hey, chủ nhật mà không có gì chơi chán ghê. Vậy cô phụ mẹ dọn tủ bếp nha. À, đúng đó, hình như tủ bếp của em bị gãy một chân thì phải. Đúng rồi, anh giúp em sửa lại nó ha. Ok, let's go. Xong rồi chưa? Để bên em ra sửa cho. À, chờ chút, em lau góc trong cùng này nữa là xong. Trời ơi, Giang, ba đốm ơi, cứu. Ai vậy, Giang ơi. Đi ngay. Tụi nó còn ở góc tủ nữa mà. Chắc là hết rồi con à, vì hồi nãy là góc cuối cùng rồi. Thôi, dọn dẹp cho xong đi, không còn Giang nữa đâu. Con sợ lắm. Giang có cắn còn đâu. Thiệt hả, em thấy nó dơ kinh khủng. Mình ghét Giang thiệt. Chả biết chán có gì tốt không ha. Thôi, dọn lẹ cho em nấu cơm, không là trưa mất. Ở đâu mà tối?
sợ loại của bạn lắm á. Khi bạn hiểu rõ hơn thì bạn sẽ bớt sợ tụi mình hơn thôi. Giờ bạn giúp mình nhé. Đi theo mình nào. Đây là quá khứ. Tổ tiên của mình bắt đầu ở đây. Và trước cả thời có khủng long nữa đó. Cái gì? Thiệt hả? Đúng vậy. Qua các thời kỳ tiền sử, khủng long cũng tuyệt chủng. Nhưng tổ tiên mình vẫn sống và có chúng mình bây giờ đây. Ồ, thật phi thường. Nhiệm vụ của chúng mình ở đây là ăn và tạo ra phân vào dưỡng chất để mọc lên những cái cây như cậu đang thấy đó. Các bạn hy sinh nhiều vậy sao? Ở đây là rừng, có rất nhiều chim. Chính tụi mình là thức ăn không bao giờ cạn của chim đó. Vì mỗi lần mẹ mình sinh ra hơn 300 anh em lận. Cậu nhiều anh em quá. Vậy nên việc tụi mình là đồ ăn cho chim muông cũng là để cân bằng thôi. Bạn thật là mạnh mẽ. Mình sẽ kể lại cho các bạn của mình nghe. Dạ bạn. Thật vui vì bạn đã hiểu. Giờ mình phải đi rồi. Hãy ngăn nắp và sạch sẽ thì sẽ không phải khó chịu với tụi mình đâu ha. Cảm ơn gián hiệu. Tạm biệt. Mình đã hiểu rồi. Gián không hoàn toàn xấu như mình nghĩ. Mình sạch sẽ thì sẽ không bị gián làm phiền. Và ngược lại cũng không làm phiền gián nữa. Cuộc sống thật là kỳ diệu. À bụi bự, bạn đang chơi cái gì vui quá vậy? Bạn còn không thấy hả? Chiếc xe này ba mình mới mua cho mình á. Quá thích cái bụi bự, cho mình mượn nó được không? Bạn đụng vào lỡ hư thì ai đền cho mình? Nó tới 50 đồng lận á. Bạn thật là ích kỷ. Mình sẽ về nói với mẹ mua chiếc xe xịn hơn cả bạn luôn cho xem. Được thôi, để mình đợi xem khi nào thì bạn mới có. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Sao vậy con? Có chuyện gì mà con chạy dữ vậy? Mẹ vẫn muốn đi mua chiếc xe đồ chơi mới được không? Trời đất, không phải là mẹ mới mua cho con đồ chơi bữa trước rồi sao? Nhưng mà hôm nay, người ta mới ra một xe mới đẹp lắm, chỉ có 50 đồng thôi. 50 đồng cũng là tiền, cũng phải vất vả lắm mới có được. Mẹ đâu có ngay để mua liền cho con như vậy. Nhưng mà, ba bụng bự cũng mới mua cho bạn nguyên chiếc xe mới tinh kìa. Thôi, con đừng có ganh với bạn nữa. Lấy chiếc xe hôm bữa mẹ mua cho con ra chơi đỡ đi con. Không được, nhất định là phải chiếc xe mới. Chiếc xe mẹ mua cho con cũ xì rồi. Thôi được rồi, mẹ sẽ mua cho con. Nhưng mà mẹ có một điều kiện. Điều kiện gì mà? Đây, con hãy làm cho mẹ 5 việc. Mỗi việc làm xong, con hãy tô một màu lên hình vuông. Tô hết 5 hình vuông thì mẹ sẽ mua xe cho con. Vậy mẹ giao việc cho con ngay đi. Được rồi, việc đầu tiên là con hãy ra ngoài vườn đắp đất lên mấy gốc cây cho mẹ. Thôi được, vì chiếc siêu xe đó con sẽ quyết tâm. Cuối cùng cũng xong, thiệt là mệt quá đi. Mẹ, mẹ, con làm xong rồi nè. Sao, con mệt chưa? Còn tới 4 việc nữa đó. Dạ, không sao đâu, mẹ phải tin tưởng con chứ. Bây giờ con hãy lau nhà cho mẹ nha. Lau hết trò chơi xuống dưới, được không? Dạ được rồi, con sẽ làm ngay. Đã xong một việc nữa rồi, công nhận mệt thiệt. Vậy mà ngày nào mẹ cũng lau nhà hết á. Bây giờ thì con hãy dọn hết đống truyện tranh trong phòng của mình đi. Nếu vậy gọn gàng được chứ, thì bây giờ đỡ làm hơn không? Wow, chỉ còn một ô nữa thôi là được chiếc xe rồi. Dạ, con. Việc tiếp theo mẹ giao cho con là đi tắm rửa thật sạch sẽ, rồi lên ăn cơm với ba mẹ. Hôm nay mẹ có làm món thịt chiên mà con thích nhất đó. Mẹ ơi, con biết con đã sai rồi. Con biết sao nè, nói mẹ nghe coi. Dạ, muốn có được tiền thì ai cũng phải làm việc vất vả lắm mới có được. Con gì đuôi rồi theo bạn, mà muốn mẹ tốn tiền mua đồ chơi mới cho con. Con không còn đồ chơi nữa đâu. Cuối cùng thì con trai của mẹ cũng đã nhận ra rồi. Ai cũng phải làm mới có ăn con à. Giờ thì nhanh chóng tắm rồi lên ăn nha. Dạ, con biết rồi. Con thương mẹ lắm. Dạ,
tụi con ạ. Đúng rồi. Nè nè, lại đây, giới thiệu với mấy đứa. Loài hoa biết hát. Xin chào các bạn. Oh, bông hoa biết nói luôn kìa. Mình còn có thể biết hát nữa. Hay quá. Đây là một loài hoa rất đặc biệt, chỉ có trên mặt trăng thôi. Không những đẹp mà còn biết hát nữa. Bạn đúng là tuyệt vời đó nha. Thật ra hôm nay gọi mấy đứa tới đây là có nhiệm vụ cho mấy đứa nè. Nhiệm vụ? Đây là hạt giống của hoa biết hát. Mỗi đứa một hạt, chia nhau ra trồng. Rồi tới khi mặt trăng mở hội, hãy đem những bài hát hay nhất của trái đất mình lên thi. Tất nhiên là người thắng cuộc sẽ được vinh danh khắp vũ trụ luôn. Dạ vâng. Dạ, dạ. Lần này nhất định mình sẽ giành giải quán quân cho coi. Còn mình chỉ mong mang được những bài hát hay nhất của trái đất để giới thiệu cho tất cả các bạn bè vũ trụ thôi. Ủa, còn bạn thì sao bụng bự? Tới ngày lễ rồi kìa, hai bạn về trước đi. Tạm biệt bụng bự. Bye bye. Tưởng được tặng đồ ăn chứ, ai ngờ nguyên cái hạt giống này chẳng phèo. La 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 la, cây mau lớn nhanh nha. Sao mình không mở nhạc cho cây nghe nhở? Biết đâu lớn lên thì sẽ thuộc luôn. Bụng bự, mai có bài kiểm tra, con nhớ học bài nha. Mẹ ơi, xíu nữa con học bài nha. Và sau đây là một thí sinh nữa đến từ trái đất Tai To. Dạ xin chào mọi người, em và bông hoa của mình xin được trình bày bài hát Đếm Sao, một bài hát rất nổi tiếng của trái đất. Một âm sao sáng, hai âm sao sao, ba âm sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng trên trời cao. Đúng là một bài hát hay thưa quý vị. Và tiếp ngay sau đây cũng là một thí sinh từ trái đất, Bụng Bự. Dạ, dạ, sau đây tụi em xin hát bài... Hóa, hát cái gì đi, tôi có biết có bài gì đâu. Chán thiệt, chán thiệt, chán thiệt. Mẹ ơi, xíu cho con học bài nha. Bài đã không chăm sóc cho cây hoa cẩn thận nên nó nghe bạn nó tầm bậy tầm bạ rồi, học theo luôn đúng không? Đúng rồi, xấu hổ quá đi. Một bài hát thật kỳ lạ đến từ trái đất, thật là kỳ lạ. Hình như là họ không biết, tưởng đó là bài hát thiệt. Mình xin hứa lần sau mình sẽ chuẩn bị thật kỹ cho những việc quan trọng. Nói rủ hai bạn qua nhà ăn bánh xèo. À, sướng quá à. Chiều nay mình phải đi mua đồ với mẹ rồi. Đừng lo, mẹ mình làm nhiều lắm, chiều tối hai đứa mình mang qua cho bạn. Cảm ơn hai bạn nha. Vậy về lẹ đi, mình đói bụng lắm rồi. Yeah. Mình về trước bụng bự. Ôi da, đau quá. Mấy đứa có sao không? Sao ông để ra lung tung vậy? Đau quá ông ơi. Ông xin lỗi. Để con giúp ông cho lẹ. Thôi, mình đi trước đi bụng bự. Nhưng để ông ở đây hả? Ai biểu ông ấy làm rớt làm gì? Để tao to phụ là được rồi. Hai bạn về trước đi, để đó mình giúp ông cho. Mẹ biết không, đáng lẽ là tụi con về sớm rồi mà đột nhiên bị té à. Đi đứng làm sao mà để té vậy? Dạ, đâu có đâu cô. Tụi con nhấp trái cây té à. Trái cây ở đâu ra mà mọc ở trên đường vậy con? Không phải, có ông lão làm rơi trái cây, rồi tụi con chạy, bắp té thôi. Con đứng lên, la ông ấy một hồi luôn đó. Con la ông ấy sao? Con bảo ông ấy tự làm, tự chịu, xong con về. Thua con luôn đó. Sao vậy mẹ? Con hổn chứ sao, ông già rồi, chậm hơn các con, đó là điều đương nhiên. Lần sau không có được như vậy nữa nghe. Thôi con ăn đi, xong rồi hai đứa lên phòng ngủ trưa. Dạ. Ủa, cái này là cái gì vậy? Mình cũng không biết nữa. Hay là thí nghiệm mới của ba mình? Thử nghiệm về tương lai hả? Nghe cũng hay á.
mình cũng muốn biết tương lai của mình nhìn như thế nào nữa. Chắc là đẹp trai lắm đây. Vậy bây giờ tụi mình sẽ xem thử tương lai của tụi mình như thế nào. Mặt bạn như ông già vậy. Bạn cũng già khằng, có khác cái gì đâu. Đau quá à. Ôi da, sao mình cũng đau quá vậy trời. Sao mà đi được? Hai chân mình lỏng lẻo sao á. Con thì nhặt ta đi. Sao ngươi dám? Ai bảo ngươi già? Đồ già, đồ chậm chạp. Ngươi nói lớn lên, ta không có nghe. Đồ điếc. Mình có già không? Không, còn mình thì sao? Không luôn. Sao mình lại quay về được vậy? À, thì nó chỉ có tác dụng trong 10 phút thôi. Sợ quá à, già đụng đâu cũng nhức hết đó. Vậy mà hồi sáng mà là nói ông già như vậy. Mai mình gặp ông ấy xin lỗi đi. Quyết định vậy đi. Người già họ yếu lắm, không như tụi mình nhảy nhót cả ngày được đâu. Vậy nên mình phải thông cảm cho họ và phải luôn giúp đỡ họ nữa. Đúng rồi. Thôi tay to, cẩn thận. Cảm ơn bụng bự nha. Không có bạn, chắc quả tao đó rơi trúng đầu mình rồi. Tai to, mình cũng chạy lại giúp bạn đó. Mình mà lại kịp thì mình không làm bạn té rồi. Con trai gì mà kỳ cục quá à. Không giúp được gì thì thôi, còn nói nữa. Ai nói mình không giúp hả? Mình không nói với bạn nữa. Mình đi thôi tai to. Ê bụng bự, mình với bạn thi chạy đi. Cái gì? Thi chạy hả? Đúng vậy, tụi mình thi nhau coi ai chạy tới trường trước, chơi không? Chơi thì chơi, mình sợ bạn hả? Chuẩn bị chạy. Yeah, mình thắng rồi. Tại mình nhấc cục đá nên mùng bự mới thắng. Thua thì nhận mình thua đi. Mình không phục, thi lại đi. Thôi thôi, tới giờ vô học rồi, hai bạn đừng như vậy nữa. Các em mở tập ra, mình học bài mới. Đốm, đứng lên câu hỏi. Dạ. Hôm nay em bị sao vậy? Đi học mà hậm hực, lấy tập vở ra thì làm mạnh tay. Như vậy là không có ngoan đâu. Cả bụng bự cũng vậy nữa. Hai đứa có chuyện gì với nhau phải không? Bạn bụng bự cho ăn gian với em á cô. Bạn đừng có mà nói xạo nha. Là bạn nói chạy chậm hơn em mà không chịu đó cô. Không đúng, em chạy nhanh hơn, nhưng tại giấc cục đá. Cô hiểu rồi. Ngày mai thứ bảy, lớp chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi chạy. Các bạn có đồng ý không? Dạ, dạ đồng ý. Đốm và bụng bự sẽ có nhiệm vụ riêng của mình. Hai bạn sẽ chạy đến khu rừng thu hoạch cho cô 10 cây nấm. Bạn nào về đây trước sẽ chiến thắng. Dạ vậy trí, chuẩn bị, xuất phát. Bạn ơi, giúp mình với. Mình mà giúp thì mình sẽ thua mất. Thôi, cứ chạy đi đã. Cái nấm về cho cô rồi nè cô. Nấm của con đây nè cô. Sao bụng bự về trễ vậy? Dạ, con gặp bạn bò bị té. Con giúp bạn lau vết thương rồi mới chạy tiếp. Vậy thì sao đây? Cô xin thông báo, người chiến thắng cuộc thi này là hai bạn Đốm và bụng bự. Tại sao lại như vậy hả cô? Người chiến thắng không phải là người nhanh nhất, mà còn là người biết quan tâm giúp đỡ mọi người nữa. Bạn bò đó là một thử thách cô dành ra cho hai đứa đó. Con hiểu rồi. Con không nên ganh tị, thi thố với bụng bự như vậy. Mình xin lỗi bụng bự nha. Mình cũng sai khi gây gỗ với bạn. Mình cũng xin lỗi bạn nha. Mặt trời là nhất, tỏa nắng ấm cho muôn loài. Tầm 7 giờ, gió mát là nhất luôn. Thổi mát quanh năm, còn mặt trời chỉ đốt mỡ của mình thôi. Mấy đứa nhỏ này dễ thương quá à. Tại sao bọn nhỏ lại phải cãi nhau vậy?
Vì lúc nào tôi chẳng lợi hại hơn anh. Anh vô. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Ồ, đốm bụng bự nhìn nè, nguyên khóm hoa bỗng nhiên nở rộ luôn. Ồ, chắc là nhờ ông mặt trời đó. Thấy mặt trời của mình lợi hại ông bụng bự. Thế nào hả anh vô? Si, xem tôi nè. Hả? Bụng bự bay lên rồi kìa. Wow, cơn gió là số 1. Thấy chưa anh mặt trời? Ê, nè cháu bé, cho cháu suy nghĩ lại đó. Làm sao cơn gió có thể lợi hại hơn ánh mặt trời của ta được chứ? Anh mặt trời ăn gian quá nha. Có gì thì chúng ta thi thố một trận, chứ sao lại dụ dỗ người hâm mộ của tôi? Được, thi thì thi, tôi chấp anh chọn phần thi luôn đó. Thi gì bây giờ ta? Bụng bự, có ý tưởng nào không? À ha, vui đó. Vậy thì mình thi tốc độ đi. Đốm, bên đội của anh. Bụng bự, bên đội của tôi. Ai tới đích trước thì thắng. Đồng ý, tài to sẽ là trọng tài. Sao tự nhiên thành cuộc thi rồi? Bây giờ ai chạy ra hết khu rừng này là thắng nha. Một, hai, ba, xuất phát. Tưởng gì chứ thi chạy thì làm sao bụng bự hơn mình được. Đội mình thắng chắc rồi ông mặt trời ơi. Bạn lộn rồi. Đây là phần thi tốc độ chứ không phải là phần thi chạy. Wow! Chết rồi ông mặt trời ơi. Mình mất mua hai người bọn họ rồi. Không sao đâu, hỏi ta nè. Chết rồi, lửa lớn quá. Đừng lo, để anh dập lửa cho. 5 giây lớn hơn rồi, nguy hiểm quá à. Thấy chưa, tại anh đó, tại anh mới có. Thôi đi, tới giờ này còn cãi nhau được hả? Lo dập lửa đi kìa, anh Mai Mưa ơi. Xin lỗi mọi người, chút xíu nữa là cuộc thi biến thành thảm họa rồi. Tại sao phải tranh xem ai mới là người số 1 chứ? Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm mà. Thay vì ganh đua vô bổ thì chỉ cần góp một tí sức là cuộc sống này đẹp hơn biết chừng nào. Cháu bé nói đúng đó anh mặt trời ạ. Chúng ta nên tiếp tục tỏa sáng và thổi gió mát thì hơn là thi thố như thế này. Thôi quay lại làm việc thôi anh à. Thiệt là không thể chịu được nữa rồi. Mình quyết sẽ ra đi. Mình cũng vậy, mình sẽ đi cùng với bạn. Mình đồng ý. Chúng ta phải chứng minh cho người lớn thấy chúng ta đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình được. Vậy bây giờ tụi mình về nhà chuẩn bị đồ đạc đi. 30 phút nữa gặp lại nhau ở chỗ này nha. Đến mới về hả? Đi rửa tay rồi ăn cơm nè con. Con sẽ ra đi, con có thể tự lo cho mình. Từ nay con không cần ba mẹ lo cho con nữa. Con nói cái gì vậy Đốm? Con còn giận mẹ chuyện tối hôm qua nữa hả? Con không giận mẹ, con lớn rồi nên có thể tự lo cho mình được. Con đi chuẩn bị đồ đạc đây. Đốm đi chơi vui vẻ nha. Chiều nhớ về sớm, mẹ chờ cơm đó. Bây giờ tụi mình lên đường thôi. Mình nghỉ chân chút xíu ơi, mình mệt quá à. Nãy giờ mới đi được có chút xíu à, bạn bụng bự lười biếng quá. Lúc nãy về nhà dọn đồ, mình chưa có ăn cái gì hết á. Sao Đốm toàn mang đồ chơi không vậy? Có ăn được đâu, đi vậy là chết đói á. Ha, vậy tao tao có mang theo gì không? Sao toàn là đồ điệu đi biển vậy? Bởi vậy ta nói chỉ có bụng bự ta mới là người trưởng thành thôi. Nè, toàn đồ ăn không nè. Mệt quá đi. Mệt quá. Các bạn ơi, ở đó có căn nhà kìa. Hình như có mùi thịt nướng. Hay là mình vô đó đi Đốm. Chào các con. Các con đang đói bụng đúng không nào? Ông cho tụi con đồ ăn hả ông? Đúng vậy, các con có muốn không nào? Dạ, tụi con cảm ơn ông, tụi con đói lắm rồi.
cho hết rồi phải không nào? Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Giờ cho ta thu tiền. Ủa, không phải là ông cho tụi con ăn miễn phí hả? Có ai cho ai miễn phí bao giờ đâu. Trả cho ta 3 vạn tiền. Nhưng tụi con không có nhiều tiền, chỉ có như vậy thôi. Thôi được rồi, không có tiền thì làm việc trả công. Ta là kẻ bướng bỉnh, chuyên giúp đỡ những đứa trẻ bỏ nhà đi bằng cách nhốt chúng bay mãi mãi vào trong lòng. Ông ơi, ông cho con về nhà đi. Con không muốn xa ba mẹ đâu. Tụi con biết lỗi rồi mà. Cứu con với nhau. Ba mẹ ơi, cứu con. Tụi con mẹ nhiều lắm à. Mày la to như vậy, làm sao đi ước tăng của Yên được. Đừng sao, đừng có bỏ nhà đi nữa nghe chưa. Tụi mày về nhà đi. Dạ. Con về đây, con nhớ ba mẹ quá. Có cá. Có con cá chút xíu à. Anh bò ơi, tôi còn bé lắm, anh thả tôi ra đi. Bò hả? Nhỏ thì ta đem về làm cá vàng chiên bột. Anh bò ơi, hay là anh thay cho bạn cá đi. Chắc bạn nó còn nhỏ nên đi lạc thôi. Giỡn hả? Bỏ đi rồi thì trưa nay ta biết ăn cái gì đây. À, em đổi cái bánh hamburger này với anh nha. Em mới mua còn nóng hổi đó. Đổi xong ăn liền luôn, khỏi mất công nhà nhà chiên bột. Đổi luôn nè. Bây giờ an toàn rồi đó, bạn đi đi. Nè, khoan đi đã. Lúc nãy mình định nói thả mình ra đi thì mình sẽ cho 3 điều ước. Nhưng cuối cùng người thả mình lại là bạn. Giờ bạn muốn ước gì nè? Hả? Bạn nói thiệt hả? Mình có 3 điều ước. Thiệt à? Bạn cứ ước đi, điều gì cũng được. Vậy mình ước có 1 vàng. Hả? Có vậy chứ. Anh là đồ tham lam. Lúc nãy anh đã nhận cái bánh hamburger rồi mà. Tưởng vụ ta là dễ hả? Hên là đi chưa xa, không thôi là tôi mất 3 điều ước rồi. Được thôi, nhưng vì tớ mới là người thả tôi xuống nước nên anh ước bất cứ điều gì đớm cũng sẽ được gấp đôi. Anh bò ước đi, còn 2 điều nữa. Hả? Cái gì? Nó được tới 2 cục hả? Cái vàng thông minh ghê. Để xem anh bò ước gì nè. Kiểu gì tôi cũng hơn anh thôi. Vụ này căng nè nha. Mình ước được 1 căn nhà thì thằng nhóc này được tới 2 căn nhà. Mình ước là mình khỏe nhất thế giới thì thằng nhóc này cũng sẽ khỏe mạnh gấp đôi mình. Khó nghĩ quá ta. Sao rồi anh bò? Nghĩ ra được gì chưa? Ước nhanh đi, tôi cần về. Tưởng đặt điều kiện như vậy là làm khó được ta hả? Ta ước ta bị què 1 chân. Hả? Đúng là đồ tham lam nham hiểm. Ta còn 1 chân thì còn chống nản đi được. Còn ngươi thì để xem đi kiểu gì. Trời ơi, đau quá. Tôi ước mọi chuyện chưa hề xảy ra. Mọi chuyện quay lại lúc sáng rồi. Sao hả anh bà? Anh còn muốn có 3 điều ước nữa không? Thôi khỏi, sợ rồi. Tham lam làm cái gì cho khổ. Chúc mừng anh đã nhận được bài học rằng tham lam thì trước sau gì cũng nhận hậu quả mà thôi. Xem thử. Thưa mẹ, con mới đi học về. Con về rồi hả? Rửa tay nằm nghỉ tí đi rồi ra ăn cơm con. Dạ thôi, để con rửa tay rồi phụ mẹ làm việc. Công nhận tay to giỏi thiệt. Ý quên, mình phải đi cất nó đi đã. Ủa, nãy
nãy giờ đâu có ai đụng tới cái hộp đâu ta. Hả? Nó tự mở hả? À, mình hiểu rồi. Thì ra là hộp này tạo ra quà. Hay quá, con có bông đẹp quá à. Nếu mình có cái hộp đó, mình sẽ có được thật nhiều đồ chơi mới. Nhất định mình phải có được nó. Dù sao thì mình cũng phải để cái hộp lại chỗ cũ mới được. Ê, ta to. Ủa, Đớm, bạn chưa về nữa. Ừ, mà ta to có cái hộp gì vậy? Không có gì đâu, mình nhặt được hôm qua đó. Hộp bé ngoan là gì vậy ta? Ta to có mở nó ra coi chưa? Mình đâu có mở. Thôi đủ rồi, mình đã thấy hết tất cả. Cái hộp đó, tạo ra đồ chơi có phải không? Ủa, sao bạn biết? Sao lại không biết? Có cái hộp hay như vậy mà không chia sẻ cho bạn bè gì hết. Mình đang tính đem trả lại chỗ cũ mà. Nếu bạn không cần nó thì đưa đây cho mình giữ cho. Đưa đây cho mình. Đi trước đây. Ê, không được đâu, Đớm. Nè, đi học về sao không thưa ai hết vậy con? À, quên, con thưa ba mẹ con mới đi học về. Con lên lầu đây. Không được, con để cặp đó, vô rửa tay rồi ra phụ mẹ dọn cơm. Dạ. Mẹ ơi, mau dọn cơm lẹ lẹ đi, con còn phải học bài nữa mà. Muốn nhanh thì vô phụ mẹ, ở đó mà hối. Không sao, nè, con ăn nhanh lên đi rồi còn học bài nữa. Cái thằng này không biết dọn dẹp gì hết. Hợp ơi, tao muốn có một chiếc xe điều khiển đời mới, tạo ra cho ta đi. Hả? Tại sao tao lại đứt cái đá không vậy? Không chịu đâu. Có chuyện gì mà khóc vậy con? Tất cả là do cái hộp này. Con thấy tao mở ra có đồ chơi mới, con lấy của bạn đó mang về thì lại ra tàn đất cái đá không à. Trước khi nhận được quà, bạn tay to đã làm gì vậy con? Bạn đó phụ mẹ dọn nhà, dọn cơm. Vậy thì ba hiểu rồi. Đây là hộp bé ngoan, nghĩa là con phải ngoan thì mới tạo ra được đồ chơi. Về nhà thì không chịu phụ giúp cho mẹ. Con không ngoan thì làm sao mà nó ra đồ chơi cho con được. Vậy là mai con ngoan thì con sẽ được đồ chơi phải không ba? Đúng rồi, nhưng mà con không được giữ nó, bởi vì nó không phải là của con. Phải trả lại chỗ cũ, như vậy đã là ngoan rồi. Con hiểu rồi, mai con sẽ trả lại chỗ cũ. Với lại đi xin lỗi tay to nữa. Tiếng gì ạ? Sợ quá. Tối qua nhà mình có ma đó. Sao miệng cậu có mùi vậy? Mình đánh răng rồi mà. Thôi, có mùi không quan trọng. Mà bạn thấy nó hả? Không, không, mình chỉ nghe tiếng thôi. Tiếng gì vậy? Tiếng cộc cộc cộc. Ôi, ghê quá à. Tiếng đó nó cứ liên tục vậy á. Mà mình sợ quá, cũng ngủ quên luôn rồi. Thôi, mai cũng cuối tuần rồi, hay tụi mình qua ngủ chung với Đớm coi sao. Được đó, đi đi. Để mình về xin mẹ rồi qua. Được rồi, vậy chúng ta có nhiệm vụ cho tối nay. Hả? Ngủ với nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ bắt ma. Đớm thì về thông báo cho ba mẹ tối nay tụi mình qua ngủ lại nha. Tay to thì mang theo một cái đàn binh nha. Mình nhớ rồi. Mình sẽ mang theo một cây súng nước để tự vệ. Đồng ý. Ngủ. Đến sớm đi, không là ngủ mất tôi luôn á. Ma đâu? Ra đây. Hai bạn im lặng đi, coi tiếng đó phát ra từ đâu. Mình nghe rõ lắm. Mình nghe nhỏ nhỏ hả? Ủa, sao mình lại nghe thấy ở đây? Ồ, nó ở đâu trong miệng của Đớm nè. Nó nhập vào mình rồi. Bạn há miệng ra coi. Ân hận à. Ôi trời, sao sáng vậy? Hóa ra là mày hả sao răng? Mi làm gì ở đó vậy? Ta là mổ đi sống mà. Nguyên một con sâu là mổ luôn mà bạn không thấy hả Đốm? Không, thấy thì sao thấy được. Ta chỉ mới tới đây ở hôm qua thôi, chứ ở thêm vài hôm nữa ta đục bánh hàm răng ra là thấy à. Sao ngươi chui vào đây ạ? Vì nhiều đồ ăn chứ sao. Hắn có chịu đánh răng trước khi ngủ bao giờ đâu. Ủa Đớm, không đánh răng hả?
vậy phải bắt con sâu ra. Đúng, chỉ cần nó ra là được. Ta không ra đâu, bắt cũng không có ra. À, mình có cách rồi. Cách gì, cách gì? À, hay quá, làm liền đi. May quá, mém banh hàm răng luôn rồi. Bạn lười thiệt, mình ăn nhiều mà còn siêng đánh răng hơn bạn nữa nè. Từ nay, phải đánh răng cả hai lần, sáng và tối trước khi đi ngủ nha. Để phòng sau làm tổ, và phòng cả hôi miệng nữa. Đồng ý. Trời ơi anh ơi, ngọn đèn hải đăng chỉ đường có mất tiêu rồi. Nguy quá, không có chỉ đường thì làm sao qua được khu đá bay nguy hiểm này. Có chừng. Đưa cho ba cái kìm. Dạ. Ồ, chú khẩn cấp kìa ba. Alo, tôi nghe đây. Vừa có một vụ tai nạn nghiêm trọng do va chạm với thiên thạch. Nguyên nhân là do đèn hải đăng vũ trụ không hoạt động. Mong anh có thể ghé sang kiểm tra để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc khác. Đã rõ, tôi sẽ qua kiểm tra liền. Cậu đi với ba luôn nha. Hai người thì luôn tốt hơn một người mà. Dạ. Đốm có biết không, trong hải đăng có một chú đom đóm dùng ngọn đèn sáng của mình để rọi đường cho tàu thuyền tránh những khúc nguy hiểm khi trời tối. Nếu hải đăng bị trục trặc thì thiệt là nguy hiểm lắm đó con. Vậy mình tới nhanh nhanh đi ba, có khi lúc này đang có tàu ngoài kia gặp nguy hiểm lắm. Đúng rồi, tăng tốc thôi. Xin chào, có ai ở đây không? Hình như là không có ai ở đây hết đó ba. Kỳ vậy ta, mình lên đầu thử coi sao. Hình như có tiếng nghe khò khò hả ba? Đúng rồi, trời ơi nhìn kìa. Chú đom đóm. Anh ơi, dậy đi anh ơi, sao lại ngủ khò khò trong giờ làm việc vậy nè? Cái gì mà kêu, để tôi ngồi tiếp đi. Trời đánh cũng đánh lúc ngủ đó nha. Nhưng mà đang trong giờ làm việc chứ bộ. Tôi bị bệnh mấy bữa nay không phát sáng được, nên không ngủ thì biết làm gì. Hả? Sao anh lại không thông báo để được nghỉ chữa bệnh? Tại bệnh của tôi nặng lắm, không có chữa được đâu. Tụi tôi không biết tình hình của anh nặng như vậy, nhưng không biết anh bị bệnh gì vậy? Bệnh là biến. Thôi, tôi ngủ tiếp đây. Cấp cứu, đây là tàu vũ trụ cần tiếp cận trái đất, không phải đang từ trái đất xoay đường. Đúng, đưa cho ba cái đèn pin siêu sáng để mà rọi qua thấu kính, không cần cái tên lười biếng này nữa. Dạ. Cảm ơn hải đăng trái đất, chúng tôi đã vượt qua được vùng đá nguy hiểm. Mấy anh làm thật hả? Bỏ cái đèn pin đó đi, tôi mất việc thiệt đó. Mà mất việc là chết đói chắc luôn. Chính xác, đừng tưởng mình đặc biệt mà đâm ra làm biếng. Tài giỏi đến đâu cũng có thể thay thế được hết. Nhất là cái người lười biếng như anh thì càng phải thay thế thôi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Anh biết như vậy là được rồi. Tôi tặng cho anh luôn cái đèn pin này, để bữa nào mệt mỏi có cái mà dùng. Chỉ cần anh hứa không lười biếng nữa là được rồi. Tôi xin nữa, từ nay siêng năng làm gì. Nếu còn lười biếng nữa thì sẽ tự cuốn xéo khỏi đây luôn. Để không về kể chuyện này cho bạn mụn bự nghe nha. Bạn đó cũng hay làm biếng lắm đó ba. Mình làm một giấc đi. Nó dám ném mình xuống đây nè. Đồ xả rác bừa bãi. Đã trên cát rồi mà còn bị đối xử như vậy nữa nè. Hey, anh em, chính đến đây đã ném chúng ta xuống đây. Vậy chúng ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Báo thù, báo thù. Chúng ta cần có một kế hoạch cụ thể để chiến đấu. 500 anh em chúng ta cùng hợp nào. Nắng nóng quá đi. Cơ hội đến rồi kìa anh em. Ôi da, đau quá.
em làm sao vậy? Ui cha, trời ơi, bể cái mông tôi rồi. Anh có sao không? Anh dập mông thôi, để anh đỡ em vậy. Hình như em bị trật chân rồi đó. Đốm ơi, xuống đây mẹ nhờ một cái. Dạ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ con bị té trật chân luôn rồi. Hả? Mẹ có đau lắm không? Mẹ không sao, nhưng con đi chợ giúp mẹ nha. Hả? Con đi chợ? Con không biết cái gì đâu mà con mua. Con chỉ cần mua như trong giấy mẹ viết là được rồi. Nhưng mà trời đang nắng lắm. Đi có chút xíu mà than cái gì. Con không đi là tối nay ở nhà không có đồ ăn đâu đó nghe. Dạ, dạ, con biết rồi, để con đi. Ui da, em nằm nghỉ đi, để anh đi lấy thuốc. Ba cũng té nữa hả? Ba vội vàng ra đỡ mẹ nên vô ý té đó. Thôi, con đi chợ lẹ lên đi. Dạ. Đang ngủ ngon là tự nhiên phải đi ra ngoài nắng như vậy, chán dễ sợ luôn. Ui, xém chi nữa là té với ba mẹ rồi. À, đánh né nó còn dính nữa. Cuối cùng thì cũng té lại chờ. Ê, lũ vỏ dưa kìa. Các người cố tình làm cho ba mẹ ta té đúng không? Chính người đó. Đưa bữa bánh, người ăn xong quăng tụi ta rớt đuôi đuổi xuống đất. Ba mẹ người đạp trước thì té là đáng chứ sao. Nếu mình gọn gàng sạch sẽ thì tụi ta đã không phải làm những việc như thế này. Này, mình sai rồi. Xin lỗi đã quăng các bạn bừa bãi, còn la lỗ ông sòm nữa nha. Vậy thì sửa lỗi đi, sửa lỗi đi. Mình phải làm sao? Bạn phải dọn sạch giúp mình và hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhớ đó. Mình nhớ rồi, xin lỗi các bạn nha. Sao giờ tay to chưa qua ta? Hôm nay bạn bị sao vậy? No no no. Bây giờ hãy gọi tớ là quý cô tai to, nghe chưa? Là sao chứ? À, ý bạn là bây giờ tụi mình cùng làm người lớn hả? Đúng vậy, làm người lớn rất là sướng. Thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, lại được la mắng người khác nữa, không phải sợ ai hết. Yeah, làm người lớn thiệt là vui quá đi. Chúng ta làm đi. Bụng bự, cô tai to đây mới đến chơi nhà, chúng ta hãy mời cô ấy ly nước trà nào. Bụng bự đâu, lấy trà. Như vậy đúng không? Đốm diện rất là đạt á, rất là người lớn. Nhưng mà mình không biết pha trà, giờ phải làm sao? À, mời quý bà ngồi đây nghỉ ngơi. Hả? Sao chứ? Tụi con... Mình với Đốm sẽ đi nấu đồ ăn mời quý bà đây. Bụng bự, cậu có thể ngồi tiếp chuyện cùng bà đây được không? Được, được. Quý cô đây thích ăn gì? Các con đang làm gì mà vui vậy? Dạ, tụi con lớn rồi. Bây giờ tụi con đang làm người lớn nè. À, cô hiểu rồi. Hồi nhỏ cô chơi trò này giỏi lắm. Con tính leo lên lấy hũ đường mà trượt chân nên. Trời ơi, sao con không nhờ cô lấy giúp? Con vừa nhặt rau vừa rửa từng cọng luôn á nha. Trời, ai lại làm vậy? Rồi đưa đây, mời các người lớn lên trên nhà. Những chuyện như vậy nè, các con chưa biết sao đã vội làm. Con thấy người lớn có gì cũng biết làm hết á. Không phải đâu, cũng có nhiều thứ người lớn không biết làm đó con. Cái gì muốn biết cũng đều phải học hết. Lặt rau nè, nấu ăn, hồi đó mẹ cũng phải học, học rất là lâu đó. Con thấy làm người lớn mệt quá, không vô chút nào đó. Thì ra ba mẹ chúng ta cũng vất vả lắm đó. Không có người lớn nào được con hoạt hình thoải mái như tụi mình đâu. Cuối cùng tụi mình cũng đã vượt qua kỳ thi cam con, chuẩn bị nghỉ hè thôi. Mình lo quá, không biết điểm thi như thế nào nữa. Mình mà bị điểm thấp chắc là mẹ buồn lắm.
trời ơi, học giỏi như tai to mà còn lo lắng nữa hả? Không lẽ là người ngoài hành tinh? Không sao đâu, tụi mình sẽ bảo vệ bạn. Xin chào các bạn, mình là Zuzu. Mình đến từ hành tinh trí tuệ, hành tinh thông minh nhất trên vũ trụ này. Mà sao bạn lại tới đây vậy? Ở một nơi quá giỏi như vậy, mình cảm thấy chán. Mình muốn đi khám phá những hành tinh khác. Vậy ở hành tinh bạn có gì? Người ở chỗ mình ai cũng giỏi hết, nên mọi người không đòi hỏi cũng không mong muốn gì. Nhưng làm sao bạn biết hành tinh của bạn á ai cũng giỏi? Có gì chứng minh không? Thì mẹ mình nói như vậy thì nó là như vậy. Chứng minh cho mấy bạn chỉ tốn thời gian thêm thôi. Thiệt là quá đáng. Đang ở trên hành tinh khác mà còn dám khoác lác như vậy nữa. Tụi mình sẽ cho bạn biết tay. Thôi thôi, mấy bạn đừng có như vậy được không? Bạn đó là khách mà. Nè bạn Juju ơi, bạn nói chỗ của bạn giỏi như vậy, vậy vừa rồi bạn thi được bao nhiêu điểm? Thi được bao nhiêu điểm là sao? Ý mình là bạn làm bài kiểm tra có được điểm số cao không? Bài kiểm tra là gì? Mình hiểu rồi. Ở hành tinh Zuzu, mọi người đều nghĩ mình lại giỏi nên chả có thi cử gì hết. Nhưng thi cử là gì? Có ăn được không? Ừ, không phải đồ ăn. Thi là để bạn biết chắc chắn được mình có thực sự giỏi hay không đó. Nghe hay quá vậy. Vậy mình muốn thi, mình muốn thi. Được thôi, vậy thì mình vô lớp thi thử nào. Đây là các câu hỏi trong bài thi. Bạn phải trả lời đầy đủ hết những câu hỏi này trong thời gian 10 phút. Nếu bạn đúng được nhiều câu thì điểm của bạn sẽ cao. Điều đó chứng tỏ là bạn giỏi. Mình hiểu rồi, tài to tính giờ đi. Được rồi, thời gian làm bài của các bạn bắt đầu. Còn chưa làm xong mà. Bây giờ thì bạn đã hiểu thi là sao chưa? Mình hiểu rồi. Thiệt là căng thẳng. Trước giờ mình chưa phải như vậy bao giờ cả. Đúng rồi, phải có thi như vậy chúng ta mới biết được thực lực của mình ở đâu. Từ đó phấn đấu nhiều hơn để ngày một giỏi hơn. Nếu mà không có thi cử thì mọi người sẽ không biết cầu tiến. Mọi người sẽ lười biếng, ỷ lại mà không cố gắng học tập thêm đâu. Mình hiểu rồi. Cảm ơn các bạn đã cho mình một trải nghiệm thú vị. Mình sẽ kể lại với mọi người về các bạn nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Nhanh lên đốm, trời sắp mưa to rồi. Mắc cây mưa này là hai đứa bệnh cả tuần luôn đó. Ừ, mình đang ráng chạy nè. Mấy bạn kiến này bị mắc kẹt hả? Bạn làm gì vậy đốm? Làm gì còn thời gian mà lo cho bầy kiến nhỏ xíu? Còn chứ. Vì nếu bầy kiến bị mắc kẹt trong cơn mưa này sẽ chết mất. Mình phải giúp bạn ấy chứ. Xì, kệ bạn. Mình chạy về trước đây. Chúc bạn mắc mưa vui vẻ. Đó, mấy bạn chú tạm trong cái lều này nha. Sắp tới mưa lớn lắm đó. Mình đi trước nha. Sao vậy?
Thức ăn đã chín chưa em? Anh đói lắm rồi. Xong hết rồi đây. Anh giúp em mang thức ăn ra bàn đi. Ừ, để anh giúp mình một tay. Cảm ơn mình. Đốm ơi, xuống ăn cơm nè con. Wow, thức ăn thơm quá. Mẹ của con là sống rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Dạ, cả ba và mẹ là đồng hạng quán quân. Cậu nhóc này dẻo miệng quá đó nha. Thôi, cả nhà mình cùng dùng cơm đi. Con mời ba và mẹ dùng cơm. Hôm nay con đã học được gì từ cô giáo vậy Đốm? Dạ, hôm nay cô dạy tụi con phải biết giúp đỡ người khác đó ba. Nhưng con chưa thấy thuyết phục. Sao vậy cô? Thì con thấy rất là phiền phức. Giúp người khác là niềm vui mà con. Đó là điều rất tuyệt vời. Dạ thưa mẹ, con sẽ làm theo lời cô dạy. Chào Tay To, bạn đang làm gì vậy? Mình đang giúp ba chăm sóc cho chú chim dành khuyên. Chú ấy trông đáng yêu quá. Chú sao? Đáng quá. Hả? Chắc bạn đói lắm rồi đúng không? Đốm, giúp mình trông hộ chú chim ấy một lúc nha. Để mình vô trong nhà để thức ăn. Ừ, Tay To cứ để chú Bình khuyên ở đây. Đốm sẽ trông hộ cho Tay To. Cảm ơn nha, mình sẽ quay lại mau thôi. Con chim có bộ lông đẹp ghê. Đốm à, hãy chạm vào chú chim đi. Bộ lông của chú êm và mượt vô cùng. Chú ấy sẽ thích khi được vuốt ve. Không được, Đốm không được chạm vào chú chim khi chưa xin phép Tay To. Lỡ như chú chim bay mất thì sao? Tay To sẽ không thấy đâu. Và chú chim ấy sẽ không thoát khỏi đôi tay của bạn đâu Đốm à. Nhanh lên, kẻo không còn cơ hội đâu đó. Mình sợ da bạn, chắc bạn không bỏ trốn đâu ha. Bạn ngoan như vậy mà. Ngoan nha. Quay lại đây, bạn không được đi. Chim à, chim ơi, bạn mau quay lại đây. Chú chim của ba đâu rồi? Chuyện gì thế này? Đốm hứa với mình rồi mà. Con hứa giúp Tay To trông chú chim Vành Khuyên. Vì tò mò nên con đã lỡ làm cho chú ấy bay mất rồi ba ơi. Con rất muốn xin lỗi Tay To, nhưng con cũng rất sợ bạn ấy giận con. Ba đã hiểu rồi. Nếu như Tay To có mặt ở đây thì con muốn nói gì với bạn ấy nào? Con sẽ nói rằng con rất muốn giúp bạn ấy và xin lỗi vì để chú chim bay mất. Mình đã đến tìm bạn đó từ nãy giờ. Mình xin lỗi bạn rất nhiều. Mình đã cố gắng gọi nhưng chú chim vẫn không quay lại. Giúp đỡ người khác là việc nên làm, nhưng mà khi nhận lời giúp đỡ thì chúng ta cần phải làm thật tốt và chịu trách nhiệm với những điều không may xảy ra. Dạ, tụi con nhớ rồi. Tết đến rồi, về nhà rất vui. Mẹ mua áo mới, Đốm xinh đẹp nhiều. Ngày xuân, Đốm sẽ đi thăm ông bà. Đẹp quá. Con thích bộ nào? Nó kìa mẹ ơi. Đâu con? Bộ này mắc lắm con. Nhưng đẹp mà mẹ. Nhưng mà mắc lắm con à. Cả tháng lương của mẹ lận đó. Không, con muốn bộ này. Bộ này thôi. Thôi được rồi. Nếu con muốn thì mẹ sẽ mua cho con. Hai bạn thấy đồ của mình mặc đẹp không? Mới mua luôn đó. Ôi, đẹp quá. Đẹp như vậy chắc mắc tiền lắm. Một tháng lương của mẹ mình luôn đó. Mẹ Đốm thương Đốm quá à. Sao Đốm không giặt rồi hãy mặc? Thôi, hai bạn chơi gì cho mình chơi với. Mình đang thổi bong bóng. Lại đi chơi đi Đốm. Mình lại liền. Cứu mình với Tay To, bụng bự ơi. À, có chuyện gì đó Đốm? Sao vậy Đốm? Tự dưng mọi nơi nặng chịu, bám sát người mình. Mình không nhúc nhích được nè. Sao lại như vậy? Là chiếc áo của bạn cười đó Đốm. Hả?
Đúng rồi, sao nó lại cười đớm? Hả? Thì ta thấy hắn di chuyển không có được, cứ đứng yên một chỗ hoài thì ta vui, ta cười chứ sao? Sao người phá bạn đốm của ta hả? Vì ta là áo đẹp nên ta có quyền, muốn làm gì cũng được. Người thật là quá đáng. Ai bảo hắn không biết yêu thương cha mẹ? Tết thôi mà, mặc đồ mới là được rồi. Đói phải mua cho bằng được áo hiệu này nọ, bắt ta ra ngoài đường đầy bụi hôi hám như thế này. Ha xì, làm ta nhảy mũ luôn nè. Ta phải làm sao thì áo mới ta cho ta? Dễ giặt ta cho sạch sẽ, thơm tho, ta tha cho. Ta biết rồi. Sau này mà còn hám áo đẹp, mắc tiền chứ làm khổ cha mẹ nữa, ta sẽ xiết cho người hết thở luôn. À, à, ta biết lỗi rồi mà, sau này ta sẽ không mè nheo, không nhõng nhẽo mẹ mua quần áo nữa đâu. Thôi mình chơi tiếp đi. Ừ, được đó. Không được, chơi cái đó ta dở hết. Vậy thôi, tụi mình nhảy lò cò. Được đó. Không được, nhảy lò cò, đổ mồ hôi ta ướt hết. Sao cái gì cũng không được hết vậy? Vì ta đẹp, ta có quyền chảnh. Mặc áo đẹp mà mệt như vậy thì không có thèm đâu. Nhanh đi bụng bở, tay to à. Có chuyện gì mà sáng sớm lại lôi hai đứa mình ở đây vậy? Mình còn chưa tỉnh ngủ nữa nè. Mình vừa khám phá ra chỗ này đẹp lắm, nhưng chỉ buổi sáng sớm mới có thôi. Ôi, đẹp quá đó mời. Hai bạn thấy mình hay chưa? Đẹp quá, mình chỉ muốn ở đây thôi. Ôi, con vòng kìa, đẹp quá à. Đốm đâu rồi bụng bự? Mình cũng không thấy nữa. Đốm ơi Đốm. Đốm, bạn ở đây hả? Mình đang ở đâu vậy? Sao lạ quá vậy? Toàn là băng không à. Không lẽ... Các bạn nhìn kìa, mặt trời thật đẹp. Đâu? Ừ, đẹp quá à. Các bạn nghe thấy gì không? Hình như là tiếng chim kêu thì phải. Không đâu, hình như là chim non đằng kia kìa. Em bị lạc mẹ rồi, mẹ em đi mất tiêu rồi. Em đói quá. Tay to, bụng bự, có gì cho em mấy ăn không? Mình có kẹo sô-cô-la nè. Em sao vậy? Em nhớ mẹ, tìm mẹ cho em đi. Nhưng mẹ em đâu? Mẹ em đi trước, em bị lạc lại phía sau. Mình giúp em ấy tìm mẹ đi các bạn. Bằng cách nào? Mình cùng nhau bơi về phía trước đi. Được đó. Mệt quá đúng ơi. Mình cũng vậy, nhưng mình phải cố gắng đi tìm mẹ giúp em ấy đi. Tội nghiệp chim non, không có mẹ sẽ buồn lắm. Mẹ, mẹ em kìa. Đi các bạn. Mẹ, mẹ. Không ngoan. Nhờ các anh chị này giúp con đó mẹ. Cảm ơn các cháu. Không có chi đâu cô ơi, giúp đỡ người khác là việc nên làm mà cô. Các cháu thật ngoan. Thôi cô phải tạm biệt các cháu rồi, để đi kịp với đàn. Chào mấy anh chị nha. Dạ. Ôi, giúp đỡ người khác thật là thích. Ồ, mình bay được rồi. Thì ra giúp đỡ người khác là sẽ thành thiên sứ. Giờ mình đi đâu đây? Mình đi ngắm mặt trời đi. Ừ, được đó. Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, hai cha con ra ngoài nhớ mang theo áo mưa nha.
Ừ, anh biết rồi. Áo mưa của anh lúc nào cũng có sẵn ở trong xe mà em. Mặc áo mưa trông xấu lắm. Mà mình cũng thích tắm mưa hơn. Mình sẽ không mang theo áo mưa đâu. Đốm, con đã bỏ áo mưa vô cặp chưa? Dạ rồi. Thưa mẹ, thưa ba, con đi học. Yeah, trời mưa rồi. Thích quá à. Bạn tá to và bụng bự ơi, mình tắm mưa đi. Thôi, mình không tắm mưa đâu. Mẹ mình nói tắm mưa thì dễ bị bệnh lắm. Sao? Đúng là con gái lúc nào cũng yếu đuối. Bụng bự, bạn cùng tắm mưa với mình nha. Thôi, mình không tắm mưa đâu. Sắp đến giờ chiếu phim hoạt hình Chuyện Cố Đốm rồi. Mình phải về nhà để xem cho kịp. Đúng là chán. Nhưng mưa to như vậy sao bạn về được? Mình có mang áo mưa nè. Ừ, mình cũng vậy. Bạn có áo mưa không Đốm? Mình cũng có mang. Nhưng mình không mặc đâu. Mình sẽ vừa đi về nhà vừa tắm mưa. Mình thích tắm mưa hơn. À, trời mưa bong bóng mập bùng. Ta đi lòng vòng còn gì vui hơn. Ôi, vui quá. Tắm mưa thật là thích. Đốm ơi, xuống ăn cơm tối với ba mẹ nè con. Con mang đâu, con thấy mệt quá mẹ ơi. Con bị làm sao vậy, để mẹ coi coi. Đốm nóng quá. Ôi, Đốm bị sốt mất rồi, phải chở Đốm tới bệnh viện thôi. Không, không, con không muốn bị chết thuốc đâu, đau lắm, con sợ lắm. Con muốn đâu. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Đáng sợ thôi. Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt. Hai cha con ra ngoài nhớ mang theo áo mưa nha. Ừ, anh biết rồi. Áo mưa của anh lúc nào cũng có sẵn trong xe mà em. Đốm, con đã bỏ áo mưa vô cặp chưa? Dạ, chưa mẹ. Bây giờ con sẽ lấy áo mưa bỏ vào cặp ngay. Nếu trời mưa, nhất định mình sẽ mặc áo mưa để không phải bị bệnh. Vào nhà thôi Đốm. Dạ. Em ngoan nha. Bye bye anh Đốm.
không biết em mồ côi anh có bị sao không nữa. Anh Đốm ơi, cứu em, cứu em. Bộ công anh tới cứu em đây. Bộ công anh tới cứu em đây. Bộ công anh, em đi đâu mất rồi? Anh xin lỗi. Trời đang mưa, sao con lại ra ngoài vậy hả Đốm? Mẹ ơi, em bộ công anh, em ấy. Em đây, ba và mẹ đã đưa em vào nhà đó anh Đốm. Bây giờ thì thôi khóc nhè nhé cậu nhóc. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Ôi, vườn hoa của Đốm đẹp quá. Wow, hương hoa gì mà thơm thiệt thơm luôn. Đốm ơi, hoa này hoa gì mà đẹp vậy Đốm? Hoa thủy hằng đó ta to. Đẹp quá. Sao tên nghe lạ quá vậy? Mình chưa thấy bao giờ. Sao các bạn biết được? Ba Đốm đem từ viện nghiên cứu Ngân Hà về gieo trồng thử ở mặt đất đó. Vậy nó là duy nhất quả đất rồi. Tất nhiên rồi, hoa này rất khó trồng, phải lên nước trên mặt trăng tưới thì nó mới sống được. Bởi vậy nó mới có tên là thủy hằng đó. Lấy nước trên mặt trăng thì vậy hả? Hai bạn có muốn đi lấy nước với mình không? Đi. Đốm, hết nước thứ ba rồi. Con đi lấy nước cho ba đi con. Dạ. Dạ, con biết rồi ba. Hồi đó tới giờ mình mới được đi du lịch xa như vậy, đúng sướng thiệt đó. Có ba làm ở viện nghiên cứu Ngân Hà thì còn gì bằng. Wow, cảnh ở ngoài vũ trụ không ngờ lại đẹp đến như vậy. Ồ, bụng bự và Đốm xem kìa, đó là sao mộc và sao thủy đó. À! Chuyện gì vậy Đốm? Có một hành tinh vừa xẹt ngang qua, xém đâm vào tàu của mình. Đâu, đâu? Hú hồ. Đến rồi nè, bụng bự và tay to ơi. Mình xuống thôi. Hai bạn chờ mình với. Đốm ơi, mình không hiểu là tại sao phải lấy nước trên mặt trăng mới được. Tại vì nước ở trái đất, mình tưới vào nó sẽ chết. Tại sao tưới vào sẽ chết? Ba mình nói nước ở trái đất mình bị ô nhiễm quá, tưới vào nó sẽ chết. Nên ba chế tạo ra tàu vũ trụ này để mỗi tuần mình lên đây lấy nước giúp cho ba. Nhưng ở đây khô như vậy thì lấy đâu ra có nước? Đằng kia có nước rất trong. Vậy mình đi thôi. Khoan, bụng bự và tá to, hai bạn ngồi lại nghe mình nói đã. Sao vậy Đốm? Trước khi lấy nước, mình có vài điều muốn căn dặn các bạn nè. Sao rất rối quá à? Chuyện gì vậy? Hai bạn nhớ kỹ là khi múc nước, dù nhìn thấy gì cũng không được tham lam. Không có ý định xấu nghe chưa? Nếu không thì chúng ta... Thì sao? Có sao không? Thì... chúng ta sẽ không về được. Wow! Thì ra là ở đây có nước thật, lại trong nữa. Thôi, mình múc nước rồi về thôi, kẻo tối các bạn ơi. Khoan đã. Cái gì vậy Đốm? Hãy nhớ kỹ lời mình nói, dù nhìn thấy gì cũng không được tham lam, không được có ý định xấu nghe chưa?
nếu con muốn quay về. Mình biết rồi, nói hoài. Hãy nhớ kỹ lời mình nói, dù nhìn thấy gì cũng không được tham lam, không được có ý định xấu nghe chưa? Nếu con muốn quay về. Nước ở đây trong quá, mình phải lấy rửa mặt mới được, da sẽ đẹp lắm đây. Ôi, tuyệt quá đi thôi, cà rốt ngon quá, mình sẽ hái một ít. Thôi chết rồi, Bụt Bự ơi, mau cứu tay to. Là sao đó? Tay to bị ảo giác, bạn ấy rơi xuống nước rồi. Nhưng mà mình không biết bơi. Để đó cho mình sẽ cứu bạn ấy. Tay to, mình đi về thôi. Mình đang ăn cà rốt mà, không đi đâu hết. Mình không đi đâu. Đi thôi, mình còn phải về nhà nữa. Ba mẹ bạn còn đang chờ. Không, không, không. Mình ở lại đây, không về đâu. Ui da. Vậy nè, đúng rồi. Lần này xin một đánh được không? Còn với cái, tắt cầu giao điện luôn cho nó biết. Mình đang ở đâu đây? Hả? Mình hóa thành khổng lồ rồi. Ôi, chào siêu nhân khổng lồ đã quay trở lại. Hả? Siêu nhân khổng lồ? Mấy bạn nói mình đó hả? Dạ đúng là ngài đó. Xin hãy đánh bại con quái vật cà tưng, cứu lấy thành phố của chúng tôi đi. Mình đã vào nhà siêu nhân khổng lồ rồi sao? Được, vậy thì quái vật cà tưng cứ để cho mình. Chuyện nhỏ. Anh tới rồi, sợ quá, sợ quá. Hãy để cho siêu nhân này ra tay. Ôi à, sao hắn mạnh dữ vậy? Sao mạnh dữ vậy trời? Trên TV hắn đâu có mạnh vậy đâu. Trời ơi, siêu nhân gì mà yếu xìu à? Yếu xìu à, sao đánh nổi chứ? Hả? Mình không có yếu đâu á nha, là do hắn đánh bất ngờ thôi. À, hắn lại tới nữa kìa. Kinh quá, ui da quá vậy trời. Trời ơi, nghĩ lại xem siêu nhân trong TV đã tiêu diệt con quái vật này như thế nào. Nhớ rồi, tia sáng thủy diệt từ mắt. Tên quái vật kia chớ làm càn, ta biết cách tiêu diệt ngươi rồi. Hãy da, hãy xem đây, tia sáng thủy diệt. Mắt mình sao vậy nè? Sao không thấy gì hết trơn trời? Đốm, đốm, con làm gì mà la hét om sòm vậy? Mắt mình không có sao hết. Mừng má mẹ ơi. Đốm hư quá, tối qua xem tivi trễ rồi ngủ gục luôn hả? Mai mốt là mắt con sẽ bị kém, nhìn mọi thứ nhòa đi đó biết không? Dạ, con hiểu rồi. Sau này con sẽ không bao giờ xem tivi trễ nữa. Như vậy mẹ mới thương chứ. Chờ được tới ngày ra bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình lắp tới khuya luôn, lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi, người đâu mà đông như kiến vậy? Nhanh lên đi, không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán
bán cho cháu một bộ đồ chơi. Tụi cháu phải xếp hàng như mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh mua giùm em 3 bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được 1 bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Lâu quá. Chờ muốn mọc râu luôn à. Ấy, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Chạy bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi, ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu. Mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát tay to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Bụng bự, hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. Hết hàng rồi nha mọi người, gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú. Ê, mấy bạn vô rừng cao su chơi thử không? Rừng cao su có gì mà chơi, ghê thấy mù. Lỡ có con gì bò ra cắn thì sao? Trời ơi, con gì cắn mình á, mình sẽ cắn lại nó. Huề, có gì đâu mà lo. Ừ, hay là tụi mình đi thử đi. Đừng vào đây rồi mà. Ê, con gì bò lên kìa. À, trời ơi, có con rắn. Con này không phải là rắn độc đâu. Mình xem trên tivi rồi. Rắn độc là rắn hổ mang, có 2 cái mang hai bên vậy nè. Ghê lắm. Ý bạn là con này không có độc hả? Đúng rồi, nhìn con rắn hiền queo à, sao có độc được. Bụng bự bị rắn cắn rồi. Bác ơi bác, bác giúp tụi con với. Chết rồi, cháu mập này bị rắn độc cắn rồi. Nhưng con rắn hồi nãy tụi con thấy đâu phải là rắn hổ mang đâu, sao mà có độc được vậy bác? Trời ơi, không phải chỉ mỗi rắn hổ mang mới có độc đâu, còn rất nhiều loài rắn khác có độc nữa. Đầu tiên ta phải băng ở phía trên vết cắn một đoạn, ép chặt băng vào, các dòng băng phải đè lên nhau và băng cao dần về phía tim. Sau đó dùng một cuộn băng khác băng ở phía dưới vết thương, không được băng trùng lên vết cắn nghe chưa. Bác hay đi rừng nên hay đem những vật này theo. Ta cần phải sát trùng vết cắn rồi dùng dao lam sạch rạch một đường nhỏ trên vết cắn, không ép vết thương nha. Rồi dùng nước muối đổ lên lần nữa và phải ghi giờ lên băng, vì thời gian tối đa băng garo là 40 phút thôi. Alo, cho tôi một xe cấp cứu tới bìa rừng cao su gấp nha. Mấy cháu có nhớ con rắn hồi nãy màu gì không? Dạ, hình như là con rắn màu nâu đỏ. Đó là loài rắn chàm quạp hay sống ở rừng cao su. Vậy bụng bự có sao không bác? Tạm thời bác đã sơ cứu xong, chắc sẽ không sao đâu. Nhưng trẻ con các cháu nên nhớ, không được bất cẩn khi đi vào lùm vào bụi. Và khi bị rắn cắn phải tức tốc gọi người lớn, nếu không độc sẽ phát tán mà chết đó. Dạ, tụi con nhớ rồi. Từ nay cho dù là rắn gì thì cũng không bao giờ dám chọc nữa.
Lỡ có chuyện gì thì sao? Trời ơi, có gì đâu. Đi đường này mới lẹ nè. Sợ cái gì chứ? Có mình với Bụng Bự ở đây là yên tâm rồi. Ý trời ơi, có con gì kêu vậy? Bây giờ tụi mình quay đầu về được chưa? Mấy bé đi đâu vậy? Mà đi trong hẻm vắng như vậy nguy hiểm lắm. Thôi, để mấy chú dắt mấy cháu đi cho an toàn ha. Dạ thôi, tụi con gần về tới nhà rồi. Tụi con cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Vậy thì để chú giúp mấy cháu một vé. Đại ca, một đứa chạy thoát rồi kìa. Không sao, có hai đứa này là được rồi. Mà chạy lẹ đi, thằng nhóc mập nó báo công an tới bây giờ á. À, con ơi con, bọn người ta bắt cóc con rết kìa. Tai to, bạn bình tĩnh đi. Đây không phải là lúc để khóc đâu. Vậy bây giờ mình phải làm gì? Chú chó sói ơi, tự nhiên con mắc tè quá à. Con chịu hết nổi rồi á. Im đi, không có thời gian cho ngươi tè đâu. Nhưng mà con chịu hết nổi rồi mà. Không thôi á, con làm bậy lên lưng chú luôn á. Ý, đừng làm bậy. Đại ca, dừng chút xíu cho thằng nhỏ giải quyết xong rồi chạy tiếp. Nãy giờ mình chạy cũng xa lắm rồi, đừng có lo. Lẹ nghe chưa? Nè, tranh thủ nha. Ôi trời, đau quá. Bắt người ta, cứu! Bắt cóc con nít nè, bắt người ta. Ở đằng đó đó, chú cảnh sát. Con nghe tiếng bạn của con rồi. Mấy đứa không sao chứ? Lần sau nhớ tuyệt đối không được đi một mình ở trong đường vắng. Và lỡ bị bắt á, thì đầu tiên là phải bình tĩnh, sau đó suy nghĩ kế hoạch, rồi tri hô cho mọi người ứng cứu, nghe chưa? Nóng quá. Trời ơi, mấy ngày nay trời đã nóng mà còn bị cúp điện nữa chứ. Ở trong nhà nhở cái lò lửa luôn. Mà không biết sao cúp điện gì mà lâu quá vậy. Em đứng ở dưới nha. Anh leo lên sửa coi thử tủ điện bị hư cái gì mà cúp hoài à. Trời ơi, nguy hiểm quá, dừng lại đi. Trời ơi, có gì đâu mà lo. Anh mình rành mấy vụ này lắm. Anh mình là chuyên gia sửa ống nước mà. Ủa, chuyên gia sửa ống nước có biết gì về điện không mà sửa? Trời ơi! Đừng, nguy hiểm lắm. Trời ơi, nguy hiểm quá. Phải cứu hai người họ mới được. Nhưng cứu làm sao đây? Đụng vào là cũng bị điện giật luôn đó. Mình biết cách. Bụng Bự, đi gọi người lớn cứu đi. Xin chào, anh hãy chia sẻ cho khán giả biết dự định sắp tới của mình. Sắp tới tôi sẽ ra 2 album nữa, sau đó sẽ đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Wow, được làm người nổi tiếng thích thiệt. Được nhiều người thích là còn được đi khắp nơi du lịch. Để được nổi tiếng thì người ca sĩ đó phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Không có phải như con nghĩ đâu. Con thấy cũng hay mà. Con suy nghĩ rồi, con sẽ trở thành một người nổi tiếng. Ba mẹ thấy đó, con mà nổi tiếng á hả, mọi người sẽ quan tâm đến con nhiều hơn. Ai cũng muốn kết bạn với con. Nhưng mà muốn như vậy thì phải có tài năng nữa con. Con chơi game giỏi nè. Trời, như vậy mà con gọi là tài năng hả? Thôi được rồi, ba sẽ giúp con. Rồi, bây giờ con đeo cái vòng này lên đầu đi. Ba sẽ biến con thành một người nổi tiếng với khả năng là chơi game. Con đã chuẩn bị chưa? Dạ rồi.
Bây giờ thì con đã trở thành người nổi tiếng rồi đó. Ủa, con có thấy khác gì đâu. Từ từ, bây giờ thì con đi ngủ sớm đi. Ngày mai con sẽ thấy. Nói sáng sớm mà ai gọi điện thoại liên tục vậy trời. Tiêu rồi, chiều nay bên đài truyền hình sẽ tới. Phải chuẩn bị lau nhà dọn dẹp thiệt là nhanh. Có chuyện gì em ạ? Đài truyền hình sáng giờ gọi điện muốn phỏng vấn con về cách chơi game đó. Ồ, vậy là mình đã nổi tiếng rồi sao? Alo, đốm nghe đây. Hả? Phỏng vấn em hả? Dạ được. Theo tin tức chúng tôi mới nhận được, đốm đã đạt được thêm thành tích mới tại đấu trường game thủ. Mọi người đang ủng hộ đốm trong việc đi thi ở quốc tế. Hả? Đi thi hả? Sao mà thi nổi? Nổi có coi sao? Hôm nay chúng tôi sẽ làm chương trình đặc biệt về đốm. Chúng tôi sẽ phỏng vấn một số người bạn chung lớp với đốm nha. Dạ. Đốm thì hay quên làm bài tập về nhà, bị cô la đó. Đốm còn hay chọc ghẹo, thi thố với bạn bè nữa. Những chuyện này mà cũng nói ra được nữa. Thôi, không có coi nữa. Đi chơi bụng bự. Đốm ơi, lại đây nè. Đốm kìa, mau tới phỏng vấn ngay. À, đốm ơi, cho tôi hỏi là cảm nghĩ của cậu lúc này như thế nào? Cậu cảm thấy vinh hạnh lắm đúng không? Đúng rồi. Đốm giờ nổi tiếng rồi, chắc không chơi tụi mình nữa đâu. Thôi, bạn đừng buồn, tụi mình đi ra khu rừng vui vẻ đi. Đi chơi cũng không xong nữa, mình chịu hết nổi rồi. Ba ơi, cứu con! Ủa, sao tự nhiên là vậy? Ba đã tắt cái máy đó đi rồi. Sao hả con trai? Nổi tiếng có sướng như con nói không? Không có sướng đi nào hết ba ơi. Vừa bận rộn, vừa áp lực, vừa phải đánh đổi nhiều thứ, làm gì cũng bị soi hết. Đúng rồi con trai, người nổi tiếng người ta phải chịu rất nhiều áp lực mà người bình thường không thể nào hiểu được. Ba chỉ muốn con sống tốt, cố gắng học tập, rồi sau này kiếm cho mình một công việc phù hợp với bản thân mình nhất, chứ không phải cần nổi tiếng đâu. Dạ con hiểu rồi. Người nổi tiếng thiệt không có như mình nghĩ. Lỡ tay hư nữa. Mình thật là hậu đậu mà. Tôi tiêu mình rồi. Tay to hả? Đi đâu mà nhìn bạn lo lắng vậy đớm? Mình đi tìm bạn á. Có chuyện gì vậy? Mình lỡ làm hư con gấu của bạn rồi. Mình xin lỗi nha. Trời, con gấu bông của mình. Mình ơi, cho bạn con khác nha. Con gấu này ba mình tặng, bạn có đền cũng đâu có ý nghĩa gì. Không sao đâu, mình về nhờ mẹ sửa lại giùm một cái là được rồi. Bạn đừng lo nữa nha. Ủa, tay tao bị sao vậy ta? Hồi nãy vừa buồn lắm mà. Con không biết cảm ơn mình đi. Hả? Ai nói vậy? Là mình nè. Ồ, bạn mũi. Bạn làm gì mà tao hết buồn hay vậy? Mình là mũi đặc biệt. Mình không hút máu, mình chỉ thích hút nỗi buồn và sự bực tức của người khác thôi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ủa, nhưng mà bạn thấy ai buồn thì bạn mới lại hút hả? Đúng rồi, mình cứ bay mọi nơi, thấy mình mới hút. Ủa, nhưng sao bạn không hút sẵn hết tất cả những cảm xúc nỗi buồn của mọi người đi? Như vậy thì mọi người trên thế giới này sẽ không còn phải buồn phiền hay tức giận gì nữa. Sao mình không nghĩ ra sớm hả? Bây giờ mình sẽ đi hút hết cảm xúc buồn giận của tất cả mọi người. Tuyệt lắm, mình sẽ chờ kết quả, có sao nha. Vậy là mẹ sẽ không la mình khi mình chơi game nữa rồi. Nè nhóc, đưa tiền đây, không thôi anh đánh cho một trận bây giờ. Dạ, đây là tiền em để dành mà. Mình bị lấy mất tiền rồi, vui quá. Trời ơi, kỳ cục vậy. Mẹ ơi, con lại đánh bạn đứa rồi,
Điểm kiểm tra bị không điểm nữa. Vậy hả con? Mẹ vui quá đi. Trời ơi, như vậy? Như vậy mà vẫn còn vui vẻ được sao? Loạn rồi, không được. Phải đánh bạn mũi dừng ngay mới được. Bạn mũi ơi, dừng lại ngay. Ủa, sao lại dừng lại? Không được đó mũi. Nếu như bạn hút hết tất cả nỗi buồn của mọi người thì trên thế giới này sẽ loạn hết. Mọi người sẽ không biết thế nào là đúng, là sai nữa. Hả? Thật vậy sao? Đúng rồi, mình đã nhận ra là mọi cảm xúc trên đời này đều quan trọng với chúng ta. Có vui vẻ thì cũng có lúc buồn. Tại sao phải có buồn? Buồn nhiều đâu có tốt đâu. Có chứ, có buồn thì sẽ có giận. Đối phương sẽ biết mình sai ở đâu và sửa đổi, cải thiện thành cái tốt. Rồi từ cái tốt, ta nhận lại được niềm vui. Nên là vui, buồn, giận đều rất quan trọng đối với mỗi người. Ừ, mình cũng hiểu rồi. Từ nay mình sẽ hút những ai buồn quá nhiều hoặc nỗi buồn không đáng có thôi. Trong những ngày sắp tới, tình trạng mưa dông sẽ kéo dài, kèm theo sấm sét và gió mạnh. Đây được dự báo là cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay. Cứ mưa như vậy hoài thì không làm gì được hết. Sợ là nếu cái tình trạng này kéo dài thì nước mưa sẽ nhấn chìm cả cái thị trấn này cũng nên đó. Chắc là có chuyện gì đó rồi. Để anh ra phòng thí nghiệm kiểm tra coi thế nào. Ba ơi, ba cho biệt đội của tụi con đi với. Biệt đội ECT đã có mặt. Chào các con. Máy đang phân tích. Cảnh báo, tầng khí quyển bảo vệ trái đất đang bị thủng một lỗ lớn. Mức độ rất nguy hiểm, mức độ rất nguy hiểm. Không hay rồi, chúng ta phải đến đó ngay lập tức. Biệt đội X-Team đã sẵn sàng hỗ trợ. Nghiêm trọng rồi đây. Ba sẽ thử phát minh mới của mình coi thế nào. Đây là một tấm vải đặc biệt, có thể chắn mọi thứ đi qua nó, không có gì có thể xuyên qua nó được. Chúng ta sẽ dùng nó để giá cái lỗ thủng này. Yeah, thành công rồi. Hay quá đây, thành công rồi. Vậy ông muốn sao đây? Ông đang gây mưa bão khắp mọi nơi đó. Ta gây mưa bão sao? Chính các ngươi tạo ra đó. Là sao ạ? Các ngươi nhìn kìa. Đó, tất cả khói bụi khí độc đều thải lên đây cả. Ta đã không thể giữ chúng được nữa, nên ta chỉ còn cách làm một lỗ thủng và đưa chúng bay ra vũ trụ.
Và tất nhiên mưa gió, giông bão, thậm chí là nắng nóng, vì vậy mà cũng sẽ trút trực tiếp xuống trái đất. Vậy bây giờ phải làm sao để lắp lỗ thủng như vậy ông? Ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi, còn lại các ngươi tự giải quyết đi. Ông ơi, ông! Là do tầng khí quyển mỏng đi thôi. Chúng ta phải làm cho cái tầng khí quyển dày lên và trong lành mới thoát khỏi tai họa này. Rồi ít tìm chúng ta từ ngày mai sẽ bước sang cuộc chiến giải cứu trái đất nha. Đồng ý. Chuyện gì lạ vậy đó? Hai bạn không thấy là ngày nào ông mặt trời cũng chiếu nắng xuống đất sao? Thì có gì lạ đâu chứ, không lẽ chiếu nắng lên trời sao? Không phải, mà ngày nào mặt đất cũng nhận rất là nhiều ánh nắng từ ông mặt trời. Nhưng sao mình thấy mặt đất không có nóng gì hết? Ừ, đớm nói mình mới thấy đúng vậy thiệt á. Sao là kỳ vậy ta? Nếu muốn biết, tụi mình đi tìm hiểu là được thôi mà. Mấy đứa đi chơi vui nghe, nhớ cẩn thận, về nhà sớm đó. Wow, thích thiệt đó đó. Các bạn đợi một lát, chút nữa nha, là còn thích hơn nữa đó. Wow, mình đi xuyên vào lòng trái đất, tiến lên nào. Tốt, có chuyện gì vậy? Đừng tỉnh, sẽ không có vấn đề gì cả. Kiểm tra tình hình. Có một viên đá to đang cản đường con tàu của thuyền trưởng, đề nghị loại bỏ. Đồng ý, ra lệnh di dời viên đá. Đã xong, tuyến đường đã không còn vật cản, có thể lên đường. Yeah, thành công rồi. Dám cản đường thuyền trưởng hả? Sao lại có sông ở đây vậy? Không phải sông đâu, đây là mạch nước ngầm trong lòng đất. Hóa ra là dưới lòng đất cũng có nước. Hèn gì mặt nó không có nóng là phải rồi. Đúng á. Trời, nóng chết đi được. Nóng quá. Chào các con đã đến với nơi nóng nhất trái đất. Ông ơi, ở đây nóng quá đi mất. Ông không sợ nóng hả? Ông đã sống ở đây từ hàng tỷ năm nay rồi, ông không thấy nóng gì cả. Ông tài thiệt á, con đổ hết mồ hôi ra rồi nè. Lúc nào ông cũng nóng như thế này hả ông? Ta nhớ là từ khi hình thành trái đất, các bát đất đá ai cũng chạy thi với nhau xem ai xây thành trái đất nhanh hơn, mang theo hơi nóng rồi tích tụ cả vào đây, và ta cứ giữ nó mãi mãi cho đến bây giờ. Wow, vậy mà mặt đất lại không nóng, hay thiệt đó. Đúng rồi đó ông, ông mặt trời ở trên cũng nóng, ông ở đây cũng nóng, vậy mà tụi con ở giữa thì không nóng như vậy. Ánh mặt trời chiếu xuống đất bao nhiêu thì có cây cối, sông ngoài giữ lấy ánh nắng của anh ấy và sưởi ấm cho mình rồi. Nếu nắng có vào lòng đất thì cũng bị chị nước ngầm làm nguội đi, thì làm sao mà nóng được chứ. Vậy còn ông thì sao? Ông cũng không mang hơi nóng lên mặt đất chứ? Không các con à, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành. Để có cuộc sống yên bình thì có rất nhiều người phải làm việc và hy sinh đó. Thôi, cũng đã đến lúc các con nên về rồi, để ta giúp các con nha. Trái đất có biết bao điều thú vị và còn chúng mình tìm hiểu phải không? Ừ, đúng rồi, đúng đó. Rồi đó. Đồ chơi và chuyện danh lúc con đâu hết rồi mẹ. Do con ham chơi quá không chịu lo học hành, thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay. Nên mẹ tức quá, dọn hết đồ cho em Su Su của con rồi. Con không biết đâu. Sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ? Không có chịu luôn mà. Trả đồ chơi và chuyện danh cho con đi.
Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi, bây giờ con phải học đi. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đứng lại. Đúng. Mẹ không có thương mình gì hết á. Mình không có muốn ở nhà nữa. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, con mình bỏ nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con. Chẳng qua là em muốn để cho con học tốt hơn. Ai ngờ bây giờ nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng bé. Khi nào mà thấy nó thì báo cho anh biết liền nghe chưa. Sao nơi này quen quen vậy ta? Sao giống như mình hồi trước quá vậy ta? Em đi ngủ đi, để anh chăm con thay cho. Anh cứ ngủ trước đi, con bệnh như vậy làm sao mà em yên tâm ngủ được. Vậy thì em đi ngủ trước nha. Đớn của bà, mau hết bệnh nghe con. Ồ, con ngoan nha. Ồ, ví dầu cầu giang đông đinh. Ủa, là mình hồi nhỏ đó hả? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy mẹ đau lòng lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ mình không thương mình. Mình nói ổn quá. Anh thấy con chưa? Chưa. Cũng tại em mà. Tại em mà con mình mới bỏ nhà đi. Đốm ơi. Mẹ ơi. Đốm. Đốm ơi, mẹ xin lỗi con. Con không xin lỗi mẹ. Con đi đâu mẹ mẹ tìm không thấy hả? Con thương ba mẹ nhất trên đời. Thôi, con nói vậy là mừng rồi. Thôi, con đói rồi phải không? Vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Dạ. Đốm và bụng bự dựng lều nha. Còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng bự, sao bạn lại làm đứt dây cọc của mình vậy? Mình đâu có. Mình kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên cũng đứt luôn kìa Đốm. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Nhưng là ai? Không biết là ai nữa. Nhưng thôi, mình nhăn liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á, là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè bụng bự. Nè, võ thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá các mấy người phá đó. Không có đâu bạn phá. Phá đó. Nếu để vậy thì quýnh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Con vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, các bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối làm cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Hả? Yeah!
này nghe, nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ, dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Ơ, chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Ủa, hôm nay mẹ đi đâu vậy? Ừ, mẹ qua nhà ông bà chơi, nên hôm nay Đốm giữ chìa khóa nhà nha. Giữ chìa khóa cẩn thận nha con. Dạ mẹ. Cành hoa này đẹp quá à, mai tặng tay to mới được. À, trời ơi, nắng quá, nắng quá đi. Mình bị dị ứng với phấn hoa mà. Thiệt là bất công quá. Anh ổ quá suốt ngày chỉ nằm một chỗ ở nhà, còn mình phải vất vả đi ra ngoài như vậy. Số mình thật là khổ mà. Đói quá, kiếm gì ăn mới được. Thiệt là không công bằng mà, thật là khổ mà. Ủa, anh chìa khóa hôm nay thế nào, sao lại khóc lóc vậy? Anh còn hỏi nữa hả? Anh thì sung sướng rồi, hôm nào cũng ở nhà, còn tôi phải đi theo cậu chủ ra ngoài, vất vả biết là bao nhiêu. Tại sao tôi với anh là một cặp mà tôi phải chịu khổ như vậy chứ? Anh đừng như vậy, như vậy là anh đang đố kỵ với tôi đó, như vậy không có nên đâu. Anh còn dám dạy đời tôi nữa hả? Đã vậy từ nay tôi không làm với anh nữa, mặc kệ anh luôn. Ơ kìa, anh chìa khóa, anh làm vậy không được đâu. Hey, ăn uống hôm nay rồi, giờ lên học bài thôi. À mà quên, phải khóa cửa cẩn thận. Ủa, có chìa khóa biến nó mất tiêu rồi ta, không lẽ bị mất rồi? Ổ khóa này mà không có chìa thì vô dụng rồi, chắc phải vứt nó đi thôi. Mình đóng tạm cửa, chắc mẹ về sớm thôi mà. Thôi chết, không có mình anh ổ khóa cũng bị chết luôn rồi, phải làm sao đây? Nhà này không khóa cửa đàng hoàng, cơ hội của mình đây rồi, phải làm dấu mới được. Tên trộm kia, dừng lại, không được ăn trộm nhà chủ của ta. Cái chìa khóa bé tí kia mà cũng đòi ngăn cản ta sao? Trộm chết, biết tay này. Thiên phước, cái chìa khóa nhiều chuyện. Có trộm, có trộm, có ăn trộm, ăn trộm. Thật là hên quá, mình phát hiện kịp. Ủa, cái chìa khóa đây nè, phải tìm là ổ khóa mới được. Xin lỗi anh, tất cả là do lòng đố kỵ của tôi mà ra. Nếu không vì tôi á, thì tên trộm đã không vô nhà rồi. Anh và tôi, ai cũng có trách nhiệm riêng của mình hết. Có thể ban ngày anh rất giả, nhưng ban đêm ổ khóa phải canh chừng, bảo vệ cả nhà của Đốm. Có những việc chúng ta cần phải hợp tác thì mới hữu dụng. Vậy nên hai đứa mình về nha. Đồng ý. Bài xong. Giờ mình đói quá à, kiếm cái gì ăn đi. Ăn kem không? Nãy mẹ mình cho tiền để ba đứa học xong ăn đó. Là hình như sắp mua rồi đó. Hứ, đâu có, trời vẫn trong mà. Có một đám mây đen ở đây rồi. Gì vậy? Nhắc gì tới mình vậy? Thiếu người chơi chung hả? Đâu có đâu, chỉ là thấy bạn, tụi mình tưởng sắp mưa. Ra vậy. Bạn sao vợ? Có chuyện gì hả? Như mấy bạn thấy đó, mình đen thui. Mấy bạn mây trắng, tôi thấy mình là bay đi mất. Người lớn thấy mình thì bảo đã buồn bực rồi thì chớ còn mây đen u ám.
Rồi chả ai chịu chơi chung với mình hết. Nín đi mà, có tụi mình giúp bạn rồi nè, đừng có khóc nữa. Mà đó giờ bạn có đen gì hoài hả? Mình biết rồi, chắc là do bạn không tắm á. Tắm là gì? Vậy tụi mình tắm cho bạn ấy, là bạn ấy sẽ trắng tinh giống như mấy bạn khác chứ gì. Thích vậy, vậy mấy bạn giúp mình đi. Mấy đen ơi, xuống đây. Mát quá, nhọn quá. Sao mình vẫn đen thui vậy nè? Hay là do bạn lúc nào cũng cuồng nên u ám bám vào bạn thành màu đen? Mình cũng không biết nữa. Vậy tụi mình chơi ném cầu đi nha. Vui quá, chưa bao giờ mình chơi vui vậy hết á. Lần sau cho mình chung đội với Mai nha, bụng bự béo à, không có chạy được. bụng bự béo. Chào các con, chơi gì mà vui vậy? Dạ, tụi con chơi ném cầu với bạn Mây Đen ạ. Dạ chào bác. Chào Mây Đen, nhìn con dễ thương quá. Thiệt sao? Thiệt mà, chưa ai khen con vậy sao? Dạ, chưa. Vậy à, nhìn con là bác cảm thấy mát mẻ liền. Thấy con là biết tối nay sẽ được ngủ dưới trời mưa mát mẻ rồi. Bác có cách nào giúp bạn Mây Đen bớt đen không ạ? Bạn Mây chỉ cần xả lượng nước tích tụ trong người là sẽ trắng trẻo trở lại thôi mà. Khi thời tiết nóng, nước sẽ bốc hơi, bay lên, tích tụ trong người bạn Mây càng ngày càng nhiều. Ánh sáng không xuyên qua được người bạn Mây, cho nên bạn Mây mới có màu đen. Hèn chi, trời nắng nóng vài bữa là có mưa liền à. Bây giờ con bay ra cánh đồng gần đây đang trời mưa, giúp các bác nông dân tưới cây đi con. Dạ, con đi liền. Ô, Mây Đen kìa. Mây Đen. Chưa bao giờ mình được hạnh phúc như vậy hết. Bạn không xấu, bạn chỉ đặc biệt thôi. Chỉ cần có những cái đặc biệt đó có thể giúp ích được thì bạn cũng luôn đẹp trong mắt mọi người. Mây Đen cố lên. Mây Đen cố lên. Cảm ơn cháu. Con chào cô. Các bạn mua nhặt rác bỏ vào thùng đi. Mày nói cái gì? Tao không bỏ. Nói mày tao là xấu lắm. Bạn phải nhặt rác bỏ vào thùng chứ. Tao không bỏ. Không bỏ, dám đánh nhau không? Đánh nhau là xấu, không nên làm như vậy. Nó sợ rồi, nhào vô tụi bay. Xong, dựng trên rác rưởi. Trông mày hôi quá. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Chúng tôi không phải là rác, thả chúng tôi ra. Các cháu biết lỗi chưa? Chúng cha biết lỗi rồi. Không dễ vậy, hãy bỏ rác vào đây. Làm gì vậy? Vào đi, mình đã suy nghĩ. Sắp đi học nên lo chứ gì. Mình đang nghĩ xa hơn, về nghề nghiệp tương lai của mình. À, mình thì chỉ muốn á, công việc đó đúng với sở thích của mình. Như vậy là mình đủ hạnh phúc rồi. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Ai có đồ điện tử hư cũ, bán không? Lại thu mua nữa. Mà thu mua để làm gì ta? Có chuyện gì hả? Cứ tò mò, không biết chú đó thu mua để làm gì nữa. Thì mua làm đồng nát. Chắc về chú xài á. Toàn đồ hư không sao mà xài được. Có khi nào chú đó thu mua để lọc thiết bị còn dùng được, lắp ráp thành một con robot thật là to để phá trái đất này không? À, có khi nào như vậy không ta? Thì gọi thử đi. Nếu được thì tụi mình sẽ là ba anh hùng cứu đất nước ta. Đồng ý. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Kìa rồi. Đèn pin hả? Bự như vậy thì làm gì ta?
là con mắt của robot đó. Ai, cái đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Máy tính hả? Chắc là để điều khiển con robot. Ừ, đúng rồi đó. Mình thấy trên phim á, hay như vậy á, hẳn là một hệ thống điều khiển khổng lồ. Hèn chi, bữa mua nhà mình một bộ rồi, giờ chú đó vẫn mua tiếp. Cassette gì vậy ta? Chắc là để phát tiếng nói của con robot kiểu như là... Tiêu diệt, tiêu diệt. Nghe ghê quá à. Thầy To, đừng có sợ, mình có ba người mà, theo dõi tiếp coi sao. Hôm nay được nhiều đồ ghê. Chết rồi, chú đó mà vào nhà thì sao mà dòm tiếp được. Trời ơi, xong vô là sẽ thấy con robot chứ sao. Chú kia, con robot đâu? Ta đâu có bán robot đâu, nhưng mà có mua đó, mấy con có hả? Không, cái con của chú á. Ta làm gì có con nào. Chú nói dối, chú thu mua đồ về để ráp thành con robot mà. Mấy đứa đang nói cái gì vậy? Chú mua về làm gì? À, ta mua để sửa, rồi bán lấy tiền chứ sao. Chỉ vậy thôi hả chú? Vậy thôi. Trời ơi, tưởng gì kinh khủng lắm. Chứ công việc chán phèo này mà chú cũng làm được nữa hả? Làm chứ, ta thích máy móc mà. Nhưng mà ngày xưa ta không ngoan, không chịu đi học, nên bây giờ chỉ còn nghề này nuôi ta qua ngày và thỏa mãn đam mê máy móc là được rồi. À, tụi con hiểu rồi. Nhưng chú có cảm thấy hạnh phúc với công việc này không? Có chứ. Thực ra công việc tương lai không nói trước được, còn tùy vào khoảng thời gian con lớn lên và yêu thích cái gì. Nên nếu con chịu cố gắng ngay từ bây giờ bằng việc đơn giản là chăm ngoan, học giỏi và không bao giờ từ bỏ sở thích của mình, thì dù là công việc nhỏ hay lớn cũng đều làm con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày rồi. Có luôn hả chú? Có chứ, tự tin lên. Dạ. Thôi, bữa nay chơi cầu lông đi, đừng có chơi đá banh nữa, hôm qua mới chơi rồi. Đúng đó, hôm nay chơi trò khác đi. Mấy bạn sợ thua nên không dám chơi với mình chứ gì. Mấy bạn là đồ ích kỷ. Bạn mới là đồ ích kỷ á, cứ thích làm theo ý của mình thôi. Mấy bạn đã nói như vậy rồi thì mình không thèm chơi với mấy bạn nữa. Sắc bao bao xì. Để coi, không có tụi mình thì bạn chơi được với ai. Bực cả mình, mình về kiếm cục đá chơi còn vui hơn nữa. Từ nay hai bạn sẽ là bạn của mình đó nha. Ôi, cậu bé tội nghiệp. Cậu đã làm gì mà phải chơi với đá thế này? Ông ơi, bạn bè con toàn là những người ích kỷ, nên con thà chơi với đá. Ta hiểu rồi, ta sẽ ban cho con hai người bạn mới. Xin chào bậc trên, hôm nay bạn muốn chơi gì? Hả? Biến thành người rồi, còn biết nói chuyện nữa. Đây sẽ là hai người bạn mới của con. Chúc ba đứa chơi vui. Ta đi đây. Dạ. Ê, hình như đốm tới kia bụng bự. Ý bạn là người không ai thèm chơi á hả? Cho hai người nói lại nha. Đây là hai người bạn mới của mình nè. Kệ hai người bọn họ đi, mình tản nó chơi đá banh đi. Siêu ghê luôn, đá gì mới đá chứ, ai như hai người bạn cũ của mình. Nè nè, thôi bỏ đi bụng bự, mình qua chỗ khác chơi cho đỡ ngứa mắt. Hai người đó đi rồi, đá mạnh lên mấy bạn, khỏi sợ chúng ai nữa. Bạn thì chỉ việc chơi với nhau thôi. Đi đi. Ôi da. Cảm ơn bụng bự, cảm ơn tay to. Nhưng tại sao hai bạn lại giúp mình? Chứ không lẽ tụi mình bỏ bạn lại cho ông chết hả? Bạn bè mà, có hoạn nạn thì phải giúp nhau chứ. Đừng vì hiểu lầm nhỏ mà bỏ đi một tình bạn đẹp.
Có vẻ như bọn nhỏ đã học được bài học về trân trọng tình bạn rồi. Ê, hai bạn chiều nay đi qua khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Lông sạc đã tới rồi đây, cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt nó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mang chạy đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chim ơi? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng. Đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây, ta thích đốn thì đốn, có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này càng khác mọc lên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Cảnh thiên nhiên thật là yên bình, thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớp đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó. Không tin các bạn quan sát thử đi. Thôi đớp tự nghiên cứu đi, mình đi chụp hình đây. 2, 3 cười lên nào. Chu môi xịt tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này, thế nào các bạn cũng thích vào coi. Ước gì mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À, bụng bự, hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á tay to, mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ai? À. Ê, đau quá à. Ai nhéo tay mình vậy? Có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình rồi đánh vô bụng mình nữa à. Đau quá đớm ơi. Có ai đó đang nhéo vào tay mình. Nguyên nhân ai là người khắc những miếng lệnh thân cây vậy?
là mình vẽ đôi tay là mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy, thân cây chuồng chị các bạn đó, cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn cắt lên cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai cũng quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nha, lần sau mà còn vẽ bậy, ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Ôi chà, đói bụng nữa rồi. Mình cũng hơi đói, đi kiếm gì ăn đi. Ý, đúng rồi đó, hôm qua đi siêu thị, mình có nhận được tờ khuyến mãi này nè. Khuyến mãi 50% bắp rang tại mặt trăng. Wow, giảm giá tới một nửa luôn. Sướng vậy, đi liền luôn đi. Oh yeah, bắp rang bơ là bắp rang bơ, la 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 la. Ngồi xuống đi Bụng Bự, đứng lên xe nguy hiểm lắm đó, đừng tới rồi nè. Wow, cho em một phần bắp rang siêu bự luôn. Hả? Hả? Có gì mà bạn ngạc nhiên vậy? Ê, trời ơi, quái vật bắp rang. Vậy là tụi mình trúng kế của hắn rồi. Xin chào quý khách. Ồ, chú có phải là... Ừ, đúng rồi, chú từng là quái vật bắp rang, chuyên đi làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Nhưng mà chú giải nghệ rồi, bán bắp sống lương thiện thôi. Mấy cháu ăn gì nè? Chà, tin được ông ta. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người dạy lại mà. Vậy thì cho 3 phần bắp rang siêu lớn vết bơ, kem vani sữa gà nha chú. Tới liền. Xin chào chiến hữu. Lâu quá không gặp, lúc này làm ăn khá không? Cũng được à. Hai anh ăn gì không? Thôi khỏi, tụi này không thích ăn bắp. Tụi này tới đây để rủ chú em đi làm phi vụ mới. Dạo này tôi bỏ nghề rồi, sống lương thiện vui hơn anh ơi. Nhìn nó nè anh hai, một thời dữ dội lắm mà giờ đi bán bắp đó. Phá bành cái quán này cho anh. Cho mình thấy luôn. Mấy anh làm gì vậy? Bả hết đồ đạc trong quán người ta rồi. Dù ngày xưa chú bắp rang có làm việc xấu, thì bây giờ chú cũng đã nhận sai và làm ăn lương thiện rồi đó. À, thằng nhóc lớn gan, mày dám dạy đời tao hả? Các ngươi hãy cút ra khỏi đây ngay, đừng để ta nổi giận. Chú ngầu quá. Cảm ơn các cháu đã tin ở chú, đây là động lực lớn nhất để cho chú tiếp tục làm người lương thiện. Như vậy chán chết một. Quýt còi 3 hơi là bay cao 15 mét, quýt còi 2 cái là bay vừa 10 mét, quýt còi 1 cái là bay thấp. Đồng đội rõ chưa? Dạ rõ. Thỏ nâu ơi, thỏ nâu có biết anh em vào vị trí.
Anh đi đâu mà làm kinh động đến chúng tôi? Các bạn có thấy Thỏ No đâu không? Mình đi tìm em ấy nãy giờ mà không thấy. Quan trọng lắm, các bạn giúp mình đi. Chẳng có chuyện gì quan trọng trên cánh đồng cỏ này cả. Mình đã hứa với ba mẹ em ấy là trông coi em ấy cẩn thận. Giờ thì mình tiêu rồi thì sao chứ, không có liên quan gì đến bọn này đâu. Trời ơi, chuyện này quan trọng hơn mà. Thay vì các bạn bay lượn vô nghĩa, các bạn làm việc có ích hơn đi. Hãy giúp mình tìm Thỏ Nâu nha. Sao chứ, bạn đừng nghĩ chỉ có chuyện của bạn mới quan trọng nha. Chúng tôi ngày nào cũng lao động vất vả, bạn có biết không hả? Sao, sao chứ? Nào anh em, nhiệm vụ của chúng ta là làm gì? Là dự báo thời tiết. Đúng, chúng tôi mỗi ngày đều phải tập trận để dự báo thời tiết chính xác cho cánh đồng này. Vậy mà bạn lại nói chúng tôi là vô ích à? Xin lỗi các bạn, vì mình đang gấp quá nên có lỡ lời. Được rồi, tha thứ cho bạn đó. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể bỏ nhiệm vụ ở đây được. Cấp báo, cấp báo. Chuyện gì vậy anh Minh Nhì? Dạ thưa sếp lão, em đã tìm thấy được Thỏ Nâu ở phía trái cánh rừng, cách đây một đồng cỏ ạ. Vậy hả bạn? Tại sao Minh Nhì biết? À ha, hắn trốn đội ngũ để ba đi chơi đó hả? Phạt hắn đi sếp lão. Thưa sếp lão, tuy rồi hàng ngủ là không tốt, nhưng Minh Nhì đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Được rồi, tha cho Minh Nhì, lần sau còn tái phạm sẽ phạt 100 lần. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình đi tìm Thỏ Nâu đây, không làm phiền các bạn nữa. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay giữa thì trăng. Ủa, ba không có ở đây. Chắc là lái xe bay đi đâu rồi. Ồ, đây là sản phẩm thí nghiệm mới của ba nè. Xài thử xíu chắc không sao đâu ha. Ủa, cái ghe biến mất rồi. À, đây chính xác là khẩu súng tàng hình rồi. Vậy thì yeah! Mà như ma đuổi vậy tay to. Đúng rồi đó, trong nhà mình hình như có con ma. Trên đời này làm gì có ma chứ? Có thiệt mà, không tin bạn vô coi thử đi. Đúng là con gái nhát như thỏ đế, nấp sau lưng mình nè. Đâu, con ma đâu? Ra đây biểu coi. Thấy chưa, làm gì có con ma nào. Ồ, hình như súng tàng hình hết tác dụng rồi. Thì ra là bạn hả đốm? Bạn có biết là bạn giỏi như vậy không có vui đâu nha. Sao mấy bạn làm dữ vậy? Nếu lúc nãy mình sợ quá chạy ra đường, không va trúng bụng bự mà va trúng xe tải thì sao? Thôi mình xin lỗi, mốt mình không phải gì nữa đâu. Cho chừa cái tật đáy máy đồ của người khác nữa nghe. Ủa, sao ba không có ở đây ta?
gì? Như vậy sẽ không còn được ăn Tết. Không, 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 mình phải cứu ngày Tết thôi. Có chuyện gì mà đốm gọi mình ra gấp như vậy? Đừng nói là đỡ muốn chiêu đãi tiệc cuối năm tụi mình nha. Mình không khách sáo đâu. Bụng bụi chỉ biết ăn mà thôi. Chuyện lớn rồi. Mai là Tết rồi, còn chuyện gì lớn hơn nữa chứ? Đúng đó, chuyện gì hả? Không lẽ giao thừa năm nay không có pháo hoa hả? Không phải, tất cả không phải. Mà chúng ta sắp không có mùa xuân để đón Tết nữa. Nói cái gì không hiểu gì hết trơn trọi rồi nha. Ba mình nói một tia phóng xạ ở đâu phát ra đang làm biến đổi khí hậu trái đất, sẽ làm cho trái đất thay đổi, không còn bốn mùa nữa. Mà như vậy thì làm gì còn ngày Tết? Như vậy nghĩa là mùa xuân mất tiêu rồi. Ôi trời, nghĩa là mình không còn được ăn bánh tét, còn món gà nướng thơm phức nữa. Bao nhiêu là bánh mứt. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ hả Đốm? Chúng ta phải lên kế hoạch cứu ngày Tết thôi. Mình phải cứu ngày Tết. Đây là hang thần kỳ, nó tránh được mọi tia bức xạ từ bên ngoài. Do đó chúng ta cần phải giấu ngày Tết vào trong đây. Nhưng làm sao giấu ngày Tết trong đây được chứ? Thì cái gì là của ngày Tết chúng ta sẽ đem giấu hết vào trong đây. Tại tao thông minh đó. Anh ơi, anh ơi, trời, chuyện gì xảy ra với nhà của chúng ta vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Qua trong vườn của nhà chúng ta. Chuyện quái quỷ gì vậy? Không những như vậy mà bánh mứt, trái cây để ăn Tết đều biến mất hết trơn rồi. Vậy là chúng ta đã cứu được mùa xuân thành công rồi. Mình thấy có gì bất ổn thì phải. Nè, các cô đã làm cái gì vậy hả? Ba, có ai giải thích cho ba mẹ biết là chuyện gì không? Con muốn cứu ngày Tết thôi. Cứu ngày Tết? Trời ơi, đó chỉ là tài liệu nghiên cứu về thời tiết thôi, đâu có nghĩa là ngày Tết sẽ mất. Chúng ta sẽ từ từ cải tạo để bảo vệ môi trường, trái đất sẽ không nóng lên là được. Mấy đứa thiệt là. Vậy là ngày Tết vẫn còn hả bác? Tất nhiên rồi, chúng ta về nhà để chuẩn bị đón giao thừa thôi con. Yeah, vậy là mình vẫn được ăn bánh mứt tha hồ luôn. Cái tụi nhỏ này, Tết tới rồi mà vẫn còn nhiều trò quái quỷ như vậy đó hả? Nhiều hoa quá, lần đầu tiên con mới thấy nhiều hoa như vậy đó. Đúng rồi, hội hoa chỉ tổ chức mỗi năm có một lần, gom hết tất cả các loài hoa đẹp về đây luôn. Ồ, có nhiều cái lạ ghê á. Chỗ gì mà sến xúa ghê vậy á, toàn là hoa với hoa không à. Vậy mà bạn thích hả Đốm? Thì cũng có nhiều cái lạ mà. Nếu mà bạn không thích thì đi ra đằng kia chờ một chút đi, lát về tụi mình sẽ hú. À, vậy cũng được. Hey, mấy cái bông hoa xến xúa đó mà cũng thích cho được nữa, thiệt là không hiểu mọi người. Đúng rồi, lũ bông hoa thiệt là nhảm nhí, vậy mà cũng có người thích. Ủa, ai vậy? Ủa, bạn cũng không thích hoa hả? Mà sao bạn ngồi đây vậy? Bạn không ở trong hội chợ hoa hả? Không, người ta chỉ thích mấy bông hoa đẹp đẽ, tỏa hương thơm thôi. Chứ tôi đầy gai, lại không có thơm, ai mà thèm thích chứ. À, bạn nói cũng đúng á. Mà tôi nghĩ là mỗi người có một giá trị riêng thôi. Bạn đừng có buồn, chắc là mọi người chưa nhìn được điểm mạnh của bạn thôi. Kìa, thật người sống chuột kìa. Chạy đi. Sợ quá. Kìa, thật kìa. Trời ơi, kìa, thật kìa. Không chạy đi. Sương rồng, sương rồng, sương rồng. Sương rồng nhiều nha, mình không ngờ bạn lại mạnh như vậy. Thấy chưa Sương rồng, mình đã nói bạn mà,
Có thể bạn không đẹp hoặc thơm như các loài hoa khác, nhưng giá trị của bạn nằm ở trái tim can đảm, dám đứng lên để bảo vệ mọi người trước cái xấu. Đúng rồi đó, mỗi người đều có giá trị riêng. Đừng vì bản thân mình khác biệt mà tách biệt với mọi người nha. Mình hiểu rồi. Rồi, bây giờ từng bạn đứng lên nói cho cô biết ước mơ sau này của các em là muốn làm gì nha. Dạ, sau này em muốn trở thành thợ làm bánh, làm ra những cái bánh ngon nhất trái đất. Còn em muốn thành bác sĩ giống như ba em. Em thì muốn nghiên cứu về khủng long, nên chắc sẽ làm nhà khảo cổ học. Bụng bự, ước mơ của em là gì nè? Dạ, đó giờ em chỉ giỏi ăn với ngủ mà, nên em chưa nghĩ ra ước mơ của mình nữa. trật tự nào cả lớp. Bụng bự nè, mỗi người nên có cho mình một ước mơ để làm mục tiêu phấn đấu. Không sao hết, nếu hiện giờ em chưa có ước mơ, rồi một ngày em sẽ biết mình muốn làm gì thôi. Lúc đó hãy chiến đấu cho ước mơ của mình nha. Dạ. Ê, bụng bự, sao bạn buồn vậy? Thì vụ hồi nãy cô hỏi về ước mơ đó. Sao mấy bạn tìm được ước mơ của mình hay vậy? Bạn đừng lo, ước mơ sẽ tự động tới với mình thôi. Quan trọng là bạn có nhận ra hay không. Hình như là có đám cháy rừng ở gần đây đó. Cho con đi theo phụ giới được không? Cánh rừng đó con hay vô chơi lắm, không biết đường tắt nè. Cảm ơn con, con lên đi. Dạ. Đường này nè mấy chú, tiến lên rồi bẻ phải. Mình biết ước mơ của mình là gì rồi. Sau này mình muốn làm lính cứu hỏa để bảo vệ mọi người khỏi ngọn lửa hung dữ. Yeah. Đốm, sao con xuống đây mà không chịu tắt đèn và máy lạnh trong phòng hả? Một lát con lên mà mẹ, tắt rồi mở lại mất công á. Con có biết con làm như vậy sẽ lãng phí điện lắm không? Đâu có nhiều tiền lắm đâu. Nếu chúng ta tiết kiệm điện thì những vùng hẻo lánh khác sẽ được xài, hay mùa khô hạn chúng ta cũng có điện để xài mà không có bị cúp. Con chưa hiểu lắm. Ở nước ta, điện sản xuất chủ yếu từ dòng nước từ trên nguồn đổ về, nên mùa nắng nó ít nước sẽ không có sản xuất điện được. Vậy con hiểu rồi, con sẽ không xài điện hoang phí nữa. Con chỉ mở đèn, tivi, quạt và máy lạnh khi cần thiết thôi. Giỏi lắm. Con sẽ không xem tivi, tốn điện. Con sẽ đi đá banh với bụng bự về tới to nha mẹ. Ừ, con trai. Ê, hôm nay chúng ta sẽ thi xem ai có thể đá banh xa hơn. Đừng đá bể kính nhà bác bò vàng được rồi. Điện gì các bạn? Có gì lạ đâu, ngày nào mà ổng thấy. Có gì đâu, làm như có bánh hamburger trên đó không bằng. Không phải đâu, mẹ mình nói ở một số nơi điện rất là khan hiếm, do đó mình phải tiết kiệm điện để trữ điện lại xài nhất vào mùa khô. Mình cũng nghe mẹ nói như vậy đó, nhưng liên quan gì đến dây điện kia chứ? Tại sao chúng ta không trữ điện lại để đến mùa nắng xài và chia sẻ với những người khác? Nhưng mà bằng cách nào? Hãy làm theo mình. Đưa kéo đây. Vì mùa hè mát mẻ, chúng ta còn dự trữ điện thôi. Trữ điện, trữ điện. À.
Chà, thơm quá. Kiểu này tụi nhỏ mê lắm đây ta. Alo? À, là tôi đây. Anh nói sao? Vậy hả? À, tôi đến liền. Bọn nhỏ cắt dây điện. Cũng may chúng tôi quan sát trên hệ thống thấy nên đã tắt nguồn. Nếu không thì bây giờ tiêu rồi. Có ai nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra chuyện này không? Tụi con chỉ muốn dự trữ điện để tháng hạn có điện xài thôi. Tụi con nghĩ điện nằm trong dây, cắt về nhà cất để khi nào cần đem ra xài hay sao? Dạ. Bọn nhóc này, nếu các con muốn có điện xài thoải mái vào mùa nóng á, thì bây giờ các con chỉ xài điện khi cần, chứ không phải trữ điện bằng cách cắt dây như vậy đâu. Con hứa sẽ tiết kiệm điện đúng cách ạ. Xém chút nữa là con thành heo quay rồi. Trả lại cho mình, trả lại đây. Không đời nào. Để coi, giờ đốm chạy đi đâu nữa. Đưa đây cho mình nhanh. Không được, bạn không được ăn đó. Đưa đây, đưa đây. Không được, nói không được không mà. Thôi được rồi, mình có cách này. Cách gì? Giờ chúng ta tỉ thí đi. Ai thắng, quả trứng sẽ thuộc về người đó. Cũng được, vì công lý, vì lẽ phải. Hôm nay, mình sẽ thắng bạn. Chúng ta thi xem ai hái được trái chính đó, trứng sẽ thuộc về người đó. Được thôi. Mình sẽ thắng một bự rồi. Yeah. Không thể thua đốm được. Thôi không. Tay to, sao bạn lại đến đây? May quá, không sao rồi. Một bữa xấu tính quá à. Sao hai bạn lại đánh nhau như vậy? Mình nhặt được quả trứng, mình định làm ốp la, đốm lại giành mất. Sao đốm kỳ vậy? Đây đâu phải là trứng gà công nghiệp mẹ mua chứ. Đây là trứng chim rừng. Rủi, nó sắp nở thì sao? Nếu chúng ta đập ra thì chim non sẽ chết. Đốm nói có lý đó. Chúng ta cần nhờ ba đốm xem coi nó có con chim non bên trong không, rồi hãy ăn. Không được, mình đang thèm trứng mà. Đây. Ở chứ mình. Lần này thì nát chắc rồi. Chú chim đẹp quá à. Mình đưa nó đi tìm mẹ của nó đi. Chú chim dễ thương quá à. Cho mình xem với. Hả? Bạn là kẻ xấu, tham ăn. Xem chút là bạn đang ăn thịt chim non rồi đó. Đáng lẽ thấy trứng chim rơi khỏi tổ, bạn phải tìm cách trả về. Đằng này muốn chiên ốp la nó. Tại mình thèm. Hả? Thèm ăn, xấu tính. Mình biết tổ chim ở đâu nè. Vậy chúng ta đi. Nè, mình biết sai rồi mà. Hai bạn nghỉ chơi với mình hả? Đổ cái thuốc này vô mũi đúng không? Đúng rồi, đổ lẹ đi. Ủa? Sao bữa nay phòng mình lớn quá vậy? Hả? Sao tự nhiên tay chân mình bé xíu vậy? Bạn tỉnh rồi đó hả? Chỉ cần biết thôi. Bạn teo nhỏ như vậy là do chúng mình làm đó. Là mấy bạn làm mình teo nhỏ lại hả? Cho mình bự lại đi. Chưa được, chưa được. Sau khi bạn giúp tụi mình đánh thắng bọn người dâu đã. Thôi, đi về làng bọn mình đi. Rồi bọn mình kể thêm cho nghe. Ủa? Sao mấy bạn có vẻ căng thẳng quá vậy? Vì bọn mình chuẩn bị tử chiến với bọn người dâu. Người dâu và người cam
Từ bao đời nay đã tranh cãi xem vị ngọt hay vị chua thì ngon hơn, nhưng cãi mãi không có kết quả. Thế là hai bên sẽ hẹn ngày tử chiến một phen để quyết định kết quả. Và tụi mình quyết định chọn bạn để làm thủ lĩnh của bọn mình, vì bọn kia cũng đã nhờ một người giúp sức mà. Để mình thử xem sao. Anh em, hôm nay là ngày chúng ta cho mọi người vô viết tay. Chị chua là số 1. Anh em, xông lên, cho chúng biết chị ngọt là vô đối. Xông lên anh em, đánh cụ đầu trước khi mà nó kịp trở tay. Lên. Ê, bay đã. Ủa, đớm, mình không ngờ là bạn nghe phe người cam luôn đó. Hai phe thôi đi. Lý do hai phe đánh nhau thiệt là tào lao. Vị ngọt hay vị chua cũng đều ngon hết mà. Tại sao ta phải tìm ra vị ngon hơn chứ? Gì? Ta không biết. Nhưng mà nói chung là mùi ngọt thì ngon hơn, và tụi cam phải bị tiêu diệt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả cuộc đội bạn chỉ ăn ngọt hả mụ mự? Chắc là sẽ bị tiểu đường mà chết. Đó, thấy chưa? Cuộc sống là phải cân bằng nhiều mùi, nhiều vị thì mới thú vị chứ. Như mình ăn chua hoài chắc chắn sẽ bị lũng ba tử luôn. Chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ để sống vui, khỏe hơn chứ. Bạn trẻ này nói có vẻ đúng đó. Đình chiến vì một cuộc sống cống hiến, ngươi thấy sao? Đồng ý.